Cùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư, và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần rất là thường nhật trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, để chúng ta có những cái đánh giá lại tất cả kịch bản mà phân tích về thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần vừa qua. Sau đó thì sẽ đi phân tích một số các mã cổ phiếu cơ bản của các nhóm ngành, và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một vài cái nhận định về xu hướng thị trường trong tuần tới, tức là tuần cuối cùng. Gọi là tuần vừa qua là tuần cuối cùng của tháng 1 rồi, chúng ta đang chuẩn bị bước vào tháng thứ 2. Thì kết thúc phiên giao dịch ngày 22 tháng 1 thì Hùng đã ra bản tin video số 140, trong đó phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 1. Trong đó thì tập trung nói đến cái vùng kháng cự mạnh của thị trường, đó là VN Index ở vùng 1.180 điểm. VN30 ở vùng 1.170 điểm và phái sinh thì ở khoảng vùng 1.185 điểm đến vùng 1.190 điểm. Ở đây là cái vùng kháng cự rất mạnh của thị trường, và chúng ta cũng có thể nếm trải được cái mức độ khắc nghiệt của thị trường trong tuần vừa qua. Thị trường đã giảm điểm rất là mạnh, và vì sao lại giảm điểm mạnh như vậy thì bây giờ tí nữa thì chúng ta sẽ đi chia sẻ sâu hơn về câu chuyện thị trường trong tuần vừa qua. Và có lẽ rằng trong tuần vừa qua thì cũng là một cái tuần mà có thể nói là trên thị trường chứng khoán của chúng ta ngột ngạt ở cái không khí. Và Hùng Lê tin chắc rằng là sau cái trận này, sau cái tuần vừa qua thì rất nhiều những anh chị em nhà đầu tư sẽ bị ao ra khỏi chiến trường về thị trường chứng khoán. Chắc chắn là như vậy. Những nhà đầu tư mới tham gia hoặc là những nhà đầu tư chưa được từng chứng kiến ở những cái cảnh trắng bên mua và thị trường của chúng ta giảm từ 50 đến 60 điểm và rất là khốc liệt, và chỉ cần trong 3 phiên thôi, 3 phiên sàn là đã 21% trên sàn HOT và 30% trên sàn HX, thì đấy là một mức giảm điểm rất là kinh khủng của thị trường trong tuần vừa qua. Và trong tuần vừa qua thì có những mã cổ phiếu là 3-4 cây sàn là câu chuyện rất là bình thường. Thì quay trở lại thị trường, chúng ta nói đến đây là cái điểm xanh, chính là cái điểm vùng kết thúc phiên giao dịch ngày 22 thì cũng đã ra bản tin video số 140. Thì chúng ta thấy rằng là khi VN Index của chúng ta tiệm cận về cái vùng 1.000 ở đây, về vùng 1.200 điểm, sau đó thì bị đạp mạnh và có một cái nhịp hồi lại. Ở một cái nhịp hồi lại thì chúng ta nói đến cái câu chuyện là Hùng đã phân tích rất kỹ cái cây nến Doji. Cái nến Doji sau cái phiên T3 mà thị trường hồi phục về thì cây nến Doji này nói lên cái ý nghĩa gì đó, thì các anh chị mà chúng ta học về thuần về phân tích kỹ thuật thì chúng ta sẽ hiểu rất rõ về cây nến Doji này. Chính vì vậy nên là Hùng đã mường tượng đến một cái vùng kháng cự ở cái vùng của VN Index, đó là ở khoảng vùng 1.180 điểm. Khi đó thì phiên giao dịch ngày thứ hai chính là phiên mà hàng bắt đáy T3 sẽ về đến tài khoản, và đến phiên giao dịch ngày thứ ba thì hàng bắt đáy của phiên giao dịch ngày thứ năm sẽ về đến tài khoản. Thì đấy sẽ là những cái phiên giao dịch phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba sẽ là những cái phiên giao dịch đóng những cái vai trò rất là quan trọng đối với vùng kháng cự này. Cùng với đó thì VN30 chúng ta cũng thấy rằng là sau một cái nhịp hình thành T3 thì nó đã hình thành một cây doji ở đây. Mặc dù cây doji này không rõ xu hướng nhưng thông thường nó đã thể hiện một cái lực cầu đã được yếu đi rất là nhiều. Và ông nói đến cái vùng kháng cự của chỉ số này ở vùng 1.170 điểm, tức là khả năng cao thì về đến vùng này thì nó sẽ bị chỉnh giảm. Trong phiên ngày thứ hai đạt được mức cao nhất ở 1.165 điểm, tức là cách cái vùng mà chúng ta dự báo khoảng tầm 5 điểm. Còn đối với chỉ số phái sinh VN30F1M thì ông có nói đến cái vùng kháng cự 1.185 điểm ở đây. Đó, 1.185 điểm ở đây cũng là một vùng kháng cự rất mạnh của thị trường, và rất có thể là khi gặp về đến cái vùng này, cái lực sọt nó sẽ quay trở lại. Thì song song với cái câu chuyện đó thì kết thúc cái phiên giao dịch ngày thứ hai. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai thì Hùng đã có những cái đánh giá về thị trường. Đó, về đánh giá về thị trường và cái câu chuyện về điểm hỗ trợ và điểm kháng cự thì cái điểm kháng cự thì chúng ta đã nói ở đây. Đó là đối với VN Index là vùng 1.180, đối với VN30 là 1.160 và đối với phái sinh là vùng 1.185. Nhưng cái điểm mấu chốt quan trọng thứ hai đó là cái vùng hỗ trợ của thị trường. Thì cái vùng hỗ trợ của thị trường nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Quan trọng đến mức như thế nào thì các anh chị có thể theo dõi tất cả những bản tin của ông Lê thì đều biết được là vùng hỗ trợ của cổ phiếu và vùng hỗ trợ của thị trường nó rất là quan trọng. Thì Hùng đưa ra một cái vùng hỗ trợ của VN Index đó là vùng 1.160 điểm. Tức là cái câu chuyện là
nếu cái vùng 1.160 điểm này bị phá vỡ thì thị trường nó sẽ rất là xấu ở đằng sau đó. Cùng với đó thì VN30 chúng ta lấy cái mốc hỗ trợ ở 1.145 điểm và phá sinh ở 1.165 điểm thì quay lại ở trên biểu đồ M5. Hùng sẽ quay lại trên biểu đồ M5 cho các anh chị để các anh chị thấy được là cái vùng hỗ trợ của thị trường nó quan trọng như nào. Thì đây là cái biểu đồ trên biểu đồ M5 thì chúng ta thấy rằng đây, sẽ zoom to lên cho các anh chị thấy. Khi mà VN Index gặp những cái vùng kháng cự ở đây sau những cái điểm hồi T3 thì Hùng lấy cái vùng 1.160 điểm, đây chính là cái vùng hỗ trợ của VN Index. Có nghĩa là gì? Khi mà cái vùng này, vùng hỗ trợ này, đấy chúng ta sẽ đánh dấu lại. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dành ít thời gian để chúng ta nói về cổ phiếu, và chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta nói đến những cái điểm hỗ trợ, những cái điểm kháng cự của thị trường nó quan trọng đến mức như nào. Thì cái mấu chốt vấn đề là kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai thì Hùng đã nói đến buổi tối đấy anh chị, tức là mỗi một buổi tối thì Hùng sẽ đây, lúc đấy là khoảng 22:30 ngày 25 tháng 1, tức là kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai, cứ mỗi một phiên giao dịch thì Hùng sẽ có một cái điểm nhấn kỹ thuật để phân tích cho các anh chị chúng ta trên Zoom. Thì cái vùng 1.160 điểm này đóng một cái vai trò rất là quan trọng, và cái câu chuyện của thị trường bắt đầu rơi tự do khi mà nó test bị gãy qua vùng 1.160 điểm kéo lên, và cái lực cầu không đủ bật đó, cái lực cầu không đủ bật để phá vỡ một cái xu thế của VN Index ở đây. Chính vì vậy là nó đây chính là cái điểm nó bị gãy đó, nó bị gãy, và sau cái điểm gãy này thì chúng ta thấy rằng VN Index của chúng ta rơi tự do đó. Còn đối với chỉ số VN30 thì Hùng cũng làm một cái động tác tương tự như vậy. Chúng ta lấy cái vùng nào để nói về thị trường, lấy cái vùng nào để nói về cái điểm hỗ trợ đấy, các anh chị có thể xem đây. Vùng 1.145 điểm cũng đánh dấu đây, chính là cái màu này, chúng ta sẽ chuyển sang cái màu xanh này đi cho dễ nhìn đó. Thì cái mấu chốt vấn đề nó cũng nằm ở cái phiên giao dịch ngày thứ ba của chúng ta, khi cái vùng 1.145 điểm bị phá thì sau đó chúng ta thấy rằng từ đây thị trường gần như không có một cái lực đỡ nào cả, và chỉ có như thế là cắm đầu đi xuống đó. Vùng hỗ trợ, vùng kháng cự và vùng hỗ trợ của thị trường nó quan trọng như vậy. Và đối với chỉ số VN30F1M thì Hùng lấy cái điểm nào làm điểm hỗ trợ, đó là 1.100 đây, phái sinh là 1.165 điểm. Thì chúng ta sẽ xem cái vùng 1.160, đây là vùng kháng cự mà Hùng đã phân tích trên bản tin tuần đó, vùng 1.185 điểm, và vùng hỗ trợ của em này đây 1.165 đâu đó ở đây, đây 1.165 đó. Thì mấu chốt vấn đề nó cũng nằm vào cái phiên giao dịch của ngày thứ ba, khi cái vùng 1.165 điểm đầu tiên bị phá và sau đó nó test cung lại, và cái lực cầu nó không đủ để nó bật khỏi, bật lên cái vùng 1.165. Chính vì vậy và phái sinh cũng bắt đầu đó, khi cái vùng hỗ trợ này bị phá thì chúng ta thấy rằng phái sinh cũng đã có một cái pha short rất là dài. Và trong một cái tình huống rất là xấu như vậy thì rất nhiều những anh chị tài khoản là bảo thôi em ơi anh đóng tài khoản anh đi chơi. Đấy là một cái hành động rất là nguy hiểm, bởi vì các anh chị biết rằng thị trường khi giảm sẽ không biết chỗ nào là đáy, cổ phiếu khi giảm sẽ không biết khi nào là đáy. Nên cái câu chuyện là chúng ta đã tham gia thị trường chứng khoán, chúng ta không được phép bỏ mặc tài khoản của chúng ta đó. Thị trường xấu, thị trường tốt, chúng ta đón nhận với một cái tâm thế vị thế, nó ở một cái góc độ rất là tỉnh táo. Ví dụ còn tiền, chúng ta còn cơ hội đó, chúng ta còn những cái trận đánh ở phía đằng trước. Còn nếu các anh chị cứ để như vậy, cổ phiếu của mình nó bị mài mòn đi, tài khoản của mình nó bị mài mòn đi, thế thì bây giờ ví dụ như đây, đến đây thị trường nó tạo đáy, ví dụ VN30F1M nó tạo đáy ở vùng 1.000 điểm và bắt đầu nó bật lại, lúc đến đây các anh chị còn tiền để mua không ạ? Chúng ta không còn tiền, chúng ta không còn tiền thì chúng ta không thể chém cá ở trên thớt đó. Cái câu chuyện là thị trường của chúng ta chỉ hồi được T1, T2 thôi, ví dụ như vậy. Thì cái thời điểm này chúng ta phải còn tiền và chúng ta có một ít cái cổ phiếu mà chúng ta nắm lại từ trên này đó. Thì cái câu chuyện trên thị trường chứng khoán thì Hùng có chia sẻ đầu cái bản tin này nó sâu hơn một tí như vậy, để các anh chị của chúng ta cũng hình dung ra được cái điểm hỗ trợ của thị trường nó quan trọng như nào, và điểm kháng cự của thị trường nó có ý nghĩa như nào, để chúng ta có thể chốt hàng hoặc là chúng ta hiện thực hóa lợi nhuận. Và đến cái bản tin, trong một cái bản tin đến buổi tối ngày hôm qua thì Hùng đã đưa ra một cái kịch bản xấu nhất của thị trường. Ở cái kịch bản xấu nhất này, đó là phái sinh sẽ bị sọt về đâu đó khoảng vùng nó là số chặn cơ
ở 9560 thì ông sẽ tìm lại cái từ khóa đây, ví dụ nhé, đấy 960 thì hôm nay chúng ta sẽ nói đây. Ở kết thúc phiên giao dịch ngày thứ năm thì Hùng lại lúc đó là khoảng 22:40, rất là muộn, hoảng loạn rồi, rất rất nhiều những cái yếu tố về mặt kỹ thuật, và có nói đến cái câu chuyện là VN Index có thể sẽ bị đánh ở về cái vùng 980 điểm, VN 30 có thể đi về cái vùng ở đây là vùng 965 điểm, và phái sinh thì có thể sẽ bị sọt về vùng 960 đến vùng 970 điểm. Đó thì trong đây 960 đến 970 điểm đây các anh chị. Thì trong cái phiên ngày hôm nay thì chỉ có phái sinh là chạm đúng về cái vùng hỗ trợ, còn chỉ số VN30 thì có dự báo về khoảng vùng 965, trong đó thì phiên ngày hôm nay là về sâu nhất là 978 điểm. Chỉ số VN Index cái điểm sâu nhất có thể dự báo có thể đạp về vùng 980, và điểm sâu nhất của VN Index hôm nay là về ở vùng 998 điểm, dưới mốc 1000 điểm, sau đó thì lực cầu bật lên. Thì đấy là tất cả kịch bản và tất cả những cái phân tích về thị trường chứng khoán trong tuần vừa qua. Thì bây giờ sẽ đi để chúng ta sẽ view lại các cái mã cổ phiếu, xem đến thời điểm hiện tại sau một cái tuần giao dịch nó rất là khủng hoảng như vậy, đúng không ạ? Thì bây giờ nó đã đi đâu và về đâu. Ok, đối với mã cổ phiếu VIX, thì đối với các anh chị trong cái bản tin này, các anh chị lưu ý này. Thứ nhất là các vùng hỗ trợ kỹ thuật bị phá thì nó sẽ đi về test cung ở những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn. Đấy là cái nguyên lý cơ bản nó là như vậy. Đó, cái thứ hai là sau một phiên tăng mạnh như thế này thì cổ phiếu thường nó sẽ có những cái nhịp trả cung. Đó, những cái nhịp trả cung đó nó sẽ nằm vào phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba. Thì đấy là những cái nguyên lý cơ bản, và tí nữa ông sẽ lướt qua thì ông sẽ không nhắc lại đến từng mã cổ phiếu. Các anh chị lưu ý như vậy. Thì đối với VIX trong tuần vừa qua, điểm mấu chốt VIX test cung ở vùng 102.5 bị thất bại nên VIX đã lùi về lại, và đến thời điểm hiện tại thì VIX sẽ có cái vùng hỗ trợ 90 đến vùng 90.2. Khả năng thì sang tuần thì VIX sẽ có những nhịp trả cung lại, ở kỳ vọng là VIX sẽ giữ lại được ở trên vùng 95, nó sẽ là ok. Vinhome cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Vinhome bị mất vùng hỗ trợ ở đây, đó là vùng 95, thì Vinhome sẽ đi lại về cái vùng hỗ trợ thấp hơn, và vùng hỗ trợ của Vinhome trong thời điểm hiện tại 83 đến vùng 85. Kỳ vọng Vinhome sẽ test cung ở vùng 87.5 không gãy. Cổ phiếu Vincom gì theo trong cái nhịp cũ, khi mà nó có những cái nhịp test cung ở vùng 35 không gãy này, thì cũng đang kỳ vọng là nó sẽ đánh về vùng 4x. Tuy nhiên điểm test cung đầu tiên đó là điểm nó test cung ở vùng 36 bị thất bại, chính vì vậy nên là thông thường cổ phiếu sẽ lùi về những cái vùng hỗ trợ sâu, và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ xác định điểm hỗ trợ sâu của Vincom thì theo 29.5 đến vùng 3x, kỳ vọng test cung không gãy vùng 31, tức là có nghĩa là kỳ vọng như vậy, có nghĩa là trong cái điểm mà nó cao nhất ở này, phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới nó có thể chỉnh và nó tạo nền ở vùng 31 ở đây, thì đấy gọi là kỳ vọng không test cung gãy ở vùng 31, các anh chị lưu ý như vậy. Sapeco hôm nay lại làm cây sàn này này. Đối với SAB thì đến thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ nhìn một cái view tổng thể của kiểu cổ phiếu này, đó là cổ phiếu sẽ gặp về cái vùng hỗ trợ ở đây, vùng 160 đến vùng 165. Với tín hiệu này của Sapeco, khả năng sang tuần tới vùng 160 này khả năng là sẽ bị gãy. Cổ phiếu này nó chỉ mang cái tính chất giữ nhịp cho thị trường thôi, nên là chúng ta cũng chỉ view vậy thôi. Vinamilk trong tuần vừa qua thì Vinamilk chính thức bị mất vùng hỗ trợ của Vinamilk 106.5, chính vậy nên là cổ phiếu nó sẽ lùi về cái vùng hỗ trợ sâu, đó là vùng hỗ trợ của Vinamilk 93.5 đến vùng 95. Kỳ vọng sang phiên thứ hai tuần tới thì Vinamilk sẽ có những cái điểm test cung và có xu hướng tạo nền hồi phục từ vùng 95 ở đây. VLC VLC là một mã cổ phiếu, nó cũng thuộc hệ sinh thái của Vinamilk. Ở trong cái nhịp mà phân tích ở đây, đó là cái target của em này đạt được mắc ở vùng 44, sau đó thì những cái nhịp test cung của VLC lần lượt bị thất bại. Chính vì nó thất bại nên đến thời điểm hiện tại thì cổ phiếu này đã đi về cái vùng hỗ trợ 28 đến vùng 29.3. Trong bản tin tuần này chủ yếu là chúng ta xác định cái vùng hỗ trợ để dự báo cái tín hiệu kỹ thuật và cổ phiếu sẽ xây nền ở đây.
Cũng hoàn toàn tương tự như vậy, phiên ngày hôm nay là một cái phiên kéo rất là mạnh, chính vì vậy nên là chúng ta sẽ kỳ vọng ở cái góc độ là nó sẽ lấp lại cái gap tăng này. Gap tăng này kiểu gì nó cũng lấp, nó không thể chạy như thế này được, và nó lấp 1 phần 2 đến 1 phần 3 đó, hoặc là 1 phần 2 đến 1 phần 3 cái thân nến thì nó sẽ là ok, kỳ vọng là như vậy. Ở GTN trong tuần thì nó cũng bị thất bại ở điểm vùng hỗ trợ 26, chính vì vậy GTN đã lùi về cái vùng hỗ trợ 19 đến vùng 20. Và một nguyên lý rất cơ bản đó là sau một cái điểm hồi phục mạnh như vậy thì GTN sẽ có những điểm test cung lại ở đây. Test cung lại ở đây không gãy cái vùng 20, như vậy là nó sẽ có xu hướng xây nền ở cái vùng này. Tín hiệu dòng tiền bắt đầu có tín hiệu bật lên, đấy là một tín hiệu rất là tốt, thì chúng ta sẽ kỳ vọng sang tuần tới sẽ là những tuần mà tất cả, gần như tất cả các mã cổ phiếu nó sẽ bắt đầu thiết lập lại một cái nền hỗ trợ mới, một cái tuần giao dịch rất là quan trọng. Ở VDC, ở trong một cái nhịp ở trước đây thì VDC là một cái trụ kéo rất là ok cho một cái nhịp dự kiến target ở vùng 140, nhưng mà nó chỉ đạt được đâu đó 135 thôi. VDC đến thời điểm hiện tại thì nó tích cực hơn cả so với những cái mã cổ phiếu khác, và vùng hỗ trợ của VDC ở đây vùng 117.5 đến 120, kỳ vọng test cung tuần hai thứ hai tuần tới không gãy vùng 122. Cổ phiếu HVN ở trong một cái nhịp mà Hùng phân tích sóng lên ở bên này, đó là target của nó ở vùng 32. Nhịp test cung ở trong tuần cũ ở đây vùng 30.5 thất bại, và tiếp tục test cung lần hai ở vùng 27.5 thất bại, và sau hai nhịp test cung thất bại này thì cổ phiếu này lại có xu hướng đi về vùng hỗ trợ, và chúng ta xác nhận vùng hỗ trợ của cổ phiếu này ở vùng 24 đến vùng 24.5. Hoàn toàn tương tự như vậy, chúng ta kỳ vọng những điểm test cung không gãy vùng 24.5 để hình thành một cái nền tảng tích lũy của toàn thị trường ở đây và tất cả các mã cổ phiếu của chúng ta. Cổ phiếu ACV ACV cũng hoàn toàn tương tự như vậy, tuần vừa qua bị mất vùng 74 nên cổ phiếu có xu hướng sẽ hình thành một cái nền tích lũy ở đây, đó là nền 65. Kỳ vọng những cái điểm test cung ở vùng 65 không gãy, chúng ta sẽ quan sát thêm các cái tín hiệu cầu. Còn cái vùng hỗ trợ sâu của em này ở đây đó là vùng 60 đến khoảng vùng 62, đây cũng sẽ làm cái vùng hỗ trợ rất là mạnh cho cổ phiếu này. Cổ phiếu AST. Đối với mã cổ phiếu này, trong nhịp mà chúng ta phân tích một sóng lên, đó là chúng ta đưa target của em này lên vùng 65 và đạt được khoảng vùng 64 cộng. Sau đó thì cổ phiếu cũng đã bị đạp chung với nhịp của thị trường, test ở vùng 60 thất bại, tiếp tục ở vùng 657 thất bại, và sau đó thì cổ phiếu này đã rơi về cái vùng hỗ trợ được tạm gọi là vùng hỗ trợ trung hạn. Và phiên ngày hôm nay thì cũng là một cái phiên mà kéo lên rất là mạnh từ cái vùng hỗ trợ này, thì sẽ kỳ vọng phiên ngày thứ hai sẽ không test cung, sẽ không gãy ở khoảng vùng giá 55. BVH và Mansan. BVH cái target mà chúng ta xây cao nhất ở đây là vùng 70, sau đó thì cũng có nói đến một cái nhịp test cung ở vùng 67 và cổ phiếu này test cung thì thất bại. Sau đó nó hình thành một cái lực hồi phục ở đây, nhưng nó không đủ sức mạnh để bật lại cái vùng 67 ở đây, chính là đây là hỗ trợ thì bây giờ thành kháng cự ở đây. Nên là nó sẽ test lại cái vùng cung ở vùng hỗ trợ lần hai ở vùng 60 đến vùng 61, và trong tuần thì vùng này cũng bị thất bại nốt, nên là BVH đã bị đạp về một cái vùng hỗ trợ sâu hơn. Và bây giờ đến thời điểm hiện tại, chúng sẽ xác định cái vùng hỗ trợ của BVH ở nhịp này, đó là ở vùng 50 đến vùng 51, và cũng kỳ vọng là nó không thể chạy thế này được ngay đâu các anh chị, nó sẽ test lại cung. Và những cái điểm test cung lại, cung cầu lại ở đây chính là những cái điểm mà dự báo là BVH sẽ xây nền ở trên cái vùng biên 50 đến vùng 51. Đấy là nguyên lý, các anh chị cứ hiểu một cái nguyên lý như vậy để chúng ta theo dõi vận hành ở cái phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới để cho nó linh hoạt. Mansan MSN. Đối với Mansan cũng thất bại ở cái vùng hỗ trợ. Về bản chất là trong một cái nhịp mà sóng lên ở đây, nó khi mà nó break qua được cái vùng kháng cự ở đây thì cái vùng 95 trở thành cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu Mansan, và vùng này đã bị thất thủ
Chính vì vậy nên là cổ phiếu sẽ lùi về những cái vùng hỗ trợ sâu hơn ở đây. Và cái vùng hỗ trợ sâu của Mansan được xác định 78.3 đến vùng 80, và kỳ vọng Mansan sẽ bắt đầu xây nền ở vùng này, gọi là xây nền để bước vào một cái nhịp sóng mới của toàn thị trường. Đó. MML. MML thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi, nó cũng là cái nhịp chung của nó cũng bị đạp chung với toàn thị trường, và khi những cái vùng hỗ trợ trên nó bị phá, đây là những vùng hỗ trợ trên của nó bị phá thì nó sẽ đi về cái vùng hỗ trợ thấp hơn của nó, đó chính là vùng 43 đến khoảng vùng giá 44. MSR cũng hệ sinh thái của Mansan. Đối với mã cổ phiếu này thì chúng ta xây ở target khoảng vùng 26 cộng thì nó đạt được rồi, và sau đó thì cái nhịp test cung lại ở vùng 24. Thì vùng 24 sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ ở đây và nó hồi phục lại, và nó không đủ cái lực bật, nó không đủ bật qua vùng 24 ở đây nên cổ phiếu đã quay đầu test lại cung. Đó, nó test cung ở vùng 20 thất bại. Chính vì vậy nên là nó sẽ có xu hướng đi về những cái vùng tích lũy sâu hơn ở dưới này, và đó chính là khoảng đâu đó khoảng vùng 15.5 đến khoảng vùng 16.2. Về kỳ vọng của cổ phiếu này thì nó cũng sẽ chưa thể tăng mạnh ngay được đâu các anh chị. Sau một nhịp đạp này, cổ phiếu nó sẽ hồi lên. Nó giống như một quả bóng ấy, nó bật lên xong đó nó bật xuống ở đây. Đó, nó xây đi xây lại ở đây thêm một vài nhịp nữa, và khi đó thì chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá để chúng ta có thể mua. MWG. Đối với MWG thì thời điểm hiện tại nó là cổ phiếu có thể nói là tích cực nhất trong các bộ trụ khi mà thị trường rơi, nhưng cổ phiếu này gần như không bị phá hỗ trợ. Hỗ trợ của em này ở vùng 120 và kháng cự của chúng ta đang xây ở đây vùng 135. Thì trong ngắn hạn thì MWG sẽ có những cái sự vận động ở quanh cái vùng này trước khi mà nó hình thành một cái nhịp có thể có một cái tín hiệu break để kéo vượt thoát ở đây, đó là vượt thoát vùng 135, thì cái đó chúng ta sẽ xây những cái target tiếp theo. Cổ phiếu PNG. Ở PNG thì trong cái giai đoạn vừa qua thì ông tập trung để ông nói về cái vùng kháng cự của em này ở khoảng vùng 85, 83 đến vùng 85. Trong tuần thì PNG đã có những điểm đánh thốc vượt cái vùng 85. Tuy nhiên sau khi đánh lên thì nó lại test lại cái vùng ở đây, nó bị thất bại. Chính vì nó thất bại nên là nó bị đẩy về cái nhịp 75 ở đây các anh chị, 75 ở đây. Thì với tín hiệu hiện tại của PNG thì Hùng cũng kỳ vọng là sang thứ hai tuần tới, thứ ba tuần tới sẽ có những điểm test lại cung, không gãy vùng 77.5. Nó sẽ hình thành một cái nhịp cầu tích lũy đây, và chúng ta sẽ quan sát những cái nhịp cầu tích lũy này đủ lớn đủ mạnh thì khi đó chúng ta sẽ canh những cái vùng hỗ trợ này để chúng ta tham gia. Chúng ta đi phân tích một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành nhựa bao gồm nhựa Bình Minh. Thì đối với tín hiệu của nhựa Bình Minh trong một nhịp chúng ta phân tích sóng lên đạt được mắc ở vùng 65.5, test cung lần một ở vùng 61.5 bị thất bại nên cổ phiếu nó có xu hướng test lại vùng hỗ trợ sâu hơn ở vùng giá 58. Vòng lên thì nó không đủ sức bật để bật lại vùng 65 và test cung lần hai thất bại, chính vậy nên là Bình Minh đã rơi về cái vùng hỗ trợ đây. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ xác nhận cái vùng hỗ trợ của Bình Minh ở khoảng vùng giá 58 phiên ngày thứ hai tuần tới. Chúng ta kỳ vọng là Bình Minh sẽ test không gãy cung ở vùng 58 và sẽ xây lại cái nền ở vùng này ở đây. Nhựa thiếu niên tiền phong thì cổ phiếu này cái thanh khoản nó hơi thấp, đánh nó hơi khó chịu. Tuy nhiên Hùng vẫn có view ở trong cái nhóm ngành nhựa. Nó cái target chúng ta dự kiến ở khoảng vùng 40, và sau đó thì đây những cái điểm hỗ trợ tuần của nó bị phá vỡ nên là cổ phiếu sẽ có xu hướng là đi về những vùng hỗ trợ sâu hơn ở vùng 31.5 đến vùng 32. Cổ phiếu Bana cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Chúng ta nói đến cái vùng hỗ trợ tuần ở trong bản tin này đó là vùng giá 11.5 đến khoảng vùng giá 12. Kỳ vọng sang phiên ngày những cái điểm test của Baona nó sẽ nằm được ở trên khoảng vùng 12 trong những cái phiên giao dịch của tuần tới. Cổ phiếu DAG. DAG là một cái pen của nhóm ngành nhựa và nó test cung thất bại ở vùng 7.5. Chính vì vậy sau đó thì nó sẽ cái câu chuyện là khi cổ phiếu test cung bị thất bại thì cổ phiếu sẽ đi về cái vùng hỗ trợ tiếp theo. Vùng hỗ trợ tiếp theo của cổ phiếu này đó là ở đâu? Đó là ở vùng 7.
Vùng 7 này tiếp tục bị thất bại trong phiên giao dịch ngày thứ tư. Chính vậy nên là cổ phiếu này sẽ bị rơi. Và đến thời điểm hiện tại thì điểm rơi này chúng ta sẽ xác định là vùng 5.8 đến vùng 6 sẽ là vùng hỗ trợ của DAG. Nó sẽ tích lũy xây nền ở đây và sau một cái phiên kéo xanh mạnh như này thì cổ phiếu nó sẽ có xu hướng tả cung ở đây. Và chúng ta sẽ quan sát những cái nhịp tả cung ở đây để chúng ta có thêm những cái đánh giá về mặt kỹ thuật của cổ phiếu này. Ngày hôm nay cũng có một cây nến xanh tăng rất là dài. Thì đối với J trong một cái nhịp mà chúng ta phân tích ở đây, chúng ta nói đến vùng kháng cự 55 và vùng hỗ trợ của J ở vùng giá 52.5. Ở trong tuần thì J test cung bị thất bại ở vùng hỗ trợ trên này nên J sẽ đi về vùng hỗ trợ thấp ở đây, đó là vùng 45 đến vùng 46. Kỳ vọng sang phiên thứ hai J sẽ test cung ở khoảng vùng 47.5 ở đây không gãy và J sẽ có xu hướng hình thành một cái nhịp tạo đáy tạo nền ở đây đối với J. Chúng ta đi phân tích các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành công nghệ FPT. FPT trong nhịp phân tích ở tuần video số 139 chúng ta có nói đến target ở vùng 70. Trên cơ sở định lượng là cái vùng ở vùng 65, test cung không gãy thì vùng 65 này bây giờ nó lại trở thành cái vùng hỗ trợ của FPT. Và trong tuần thì FPT test cung bị thất bại nên FPT sẽ lùi về cái vùng hỗ trợ sâu hơn, và vùng hỗ trợ sâu này của FPT đó là vùng 6x. Thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, một nguyên lý là FPT sẽ test lại cung ở khoảng vùng giá 60 đến vùng giá 61 không gãy, và kỳ vọng là cổ phiếu này sẽ hình thành một cái nền tảng tích lũy về mặt kỹ thuật ở vùng này. DGW cổ phiếu này thì thanh khoản nó hơi thấp, cái tính tạo lập của nó thì cũng hơi khó chịu. Thường nó sẽ kéo lên và sau đó thì nó sẽ đi ngang ở quanh một cái nền tảng kỹ thuật tương đối là dài, rồi sau đó lại có những cái điểm đánh bật lên, và vùng hỗ trợ của cổ phiếu này ở trong nhịp này xác định ở khoảng vùng 65. Cổ phiếu CMG CMG như vậy là đạt được cái mắt target của chúng ta xây ở đây là vùng 4x, test cung chính xác là test cung ở vùng 38 bị thất bại. Chính vì từ cái điểm test cung ở vùng 38 bị thất bại nên sau đó thì cổ phiếu test cung ở những cái vùng dưới này thì nó cũng hoàn toàn tương tự cái cách vận hành như vậy thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu này ở vùng 31 đến vùng 32. Chúng ta sẽ kỳ vọng những cái điểm test cung ngang ngửa của cổ phiếu này ở đây, và nó sẽ hình thành một cái nền tảng tích lũy về mặt kỹ thuật ở đây. Tất cả các mã cổ phiếu chúng ta nhìn thấy là ổn ở đấy, ổn ở trên góc độ là đạp hết rồi, và bây giờ nó về được đến những cái vùng giá này rồi thì nó sẽ hình thành những cái nhịp tích lũy về mặt hồi phục kỹ thuật ở đây. ITD là một mã cổ phiếu được khuyến nghị đánh dài, và trên góc độ kỹ thuật nếu chúng ta nhìn trên đến tuần thì ITD cũng đang khá là ok khi nó chưa lấp hết toàn bộ cái phần mà gap tăng của nó ở trước đây, và nó vẫn đang giữ được ở cái vùng hỗ trợ ở vùng 10 đến khoảng vùng 10.5, như vậy là khá là ok, và cũng sẽ kỳ vọng là ITD cũng sẽ hồi phục chung với một cái nhịp hồi phục của thị trường ở vùng hỗ trợ 10. Các anh chị nhé. Rồi, chúng ta đi qua nhóm ngành xây lắp, một cái nhóm ngành rất là quan trọng của thị trường, và gần như đây cũng là một cái nhóm ngành mà chúng ta cũng đã có một những cái nhịp đánh rất là thần tốc ở trong một cái nhịp sóng lên. Thì đối với Novaland là một cái mã cổ phiếu nó thiên về yếu tố tạo lập nhiều hơn là đầu tư. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ phân tích ở trên những cái góc độ, những cái điểm hỗ trợ về mặt kỹ thuật của cổ phiếu này ở khoảng vùng 77 để có thể dự kiến là trong nhịp này Novaland sẽ kéo về khoảng vùng 84 đến khoảng vùng 85. CTD cũng là một mã cổ phiếu được nói đến ở trong một cái trend dài. Khi cổ phiếu này đạt được cái mắc target chúng ta phân tích ở vùng 85 và nó test cung đầu tiên ở vùng 82. 82 này nó bị thất bại, chính vì vậy nên nó lại test cung tiếp ở vùng hỗ trợ thứ hai ở vùng 75, tiếp tục bị thất bại và nó đi về cái điểm lùi về sâu, và cái điểm này thì cũng có thể coi là điểm hỗ trợ về mặt trung hạn của cổ tích công rồi, và kỳ vọng rằng từ đây thì cổ tích công sẽ có những cái điểm xây nền.
Sau một cái phiên mà tăng mạnh như này thì nó sẽ lấp lại gap các anh chị ạ. Nó sẽ lấp lại và nó lấp đẹp nhất thì nó chỉ lấp về đâu đó 1 phần 2 phần 3 của cái thân nến này thôi. Và vùng hỗ trợ của Tết Công 64 đến vùng 65.5. Cổ phiếu HTN Hùng sẽ nói nhanh một tí tại vì hôm nay lại bị đau họng, đang hơi mềm một tí. Ở HTN thì chúng ta có một cái vùng hỗ trợ ở đây, vùng 30 đến vùng 31, vùng kháng cự của nó ở khoảng vùng 38. Cổ phiếu HDC chính thức là cái target ở vùng 40 trên 40, sau đó thì những cái nhịp test cung của HDC lại vùng 40 bị thất bại. Khi những nhịp test cung bị thất bại thì nó sẽ có một cái sự vận động thông thường như vậy, nó sẽ đi về cái vùng hỗ trợ sâu. Và vùng hỗ trợ của HDC ở trong nhịp này ở vùng 31 đến khoảng vùng 32. Cổ phiếu HDG cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Khi mà cổ phiếu này đạt được mắc target ở 45 trên 45 thì vùng này, vùng 45 trở thành vùng hỗ trợ, điểm test cung bị thất bại. Từ cái điểm test cung bị thất bại này thì nó sẽ test lần lượt các cái cung khác, và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể xác nhận là vùng hỗ trợ của em này vùng 33.5 đến khoảng vùng 35. Sau một cây nến xanh như vậy thì ở phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới, cổ phiếu sẽ có những cái điểm test cung, và những điểm test cung này chúng ta sẽ kỳ vọng ở trên vùng 35 là ok, tức là HDG sẽ có xu hướng xây nền tại đây. Tất cả những cái vùng hỗ trợ mà Hùng phân tích ấy, thì xu hướng sẽ là xây nền tại đó trong cái tuần tới. Cổ phiếu HBC trong tuần đạt được vùng mắc target 19.5 đến 19.5, sau đó chỉnh kỹ thuật. HBC đến thời điểm hiện tại dòng tiền tương đối ổn định, vùng 16 sẽ là vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng, và HBC sẽ có những điểm test lại cung cầu quanh những vùng này trước khi mình thành cái nhịp tăng mới. VCS chúng ta kỳ vọng target 95, và trong bản tin tuần đây là trong những bản tin tuần trước, và đạt được ở vùng 90, sau đó thì em mới test cung cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi, 85 thì thất bại. Chính vì vậy nên nó sẽ có xu hướng đổ về những cái vùng hỗ trợ sâu, và vùng hỗ trợ sâu của em này ở vùng 65 đến khoảng vùng 67.5, kỳ vọng phiên ngày thứ hai tuần tới trả cung không gãy vùng 7x. DPG đạt phương. Như vậy là đến thời điểm hiện tại là đạt phương chỉ đạt được mắc ở khoảng vùng giá 34 đến vùng 35 trong một cái nhịp phân tích sóng lên ở đây. Sau đó thì đạt phương test cung và các cái điểm test cung của đạt phương lần lượt bị thất bại, đây cũng thất bại điểm này nên nó sẽ đi về cái vùng hỗ trợ sâu, và vùng hỗ trợ sâu của đạt phương là vùng 22 đến khoảng vùng 23. CRE cổ phiếu CRE thì có nói đến với các anh chị, đó là cái vùng hỗ trợ của em này ở khoảng vùng giá 23. Nó bị phá vỡ thì thường nó sẽ có xu hướng là đập lại ở cái vùng hỗ trợ sâu hơn ở đây, và cái vùng này thì xác định chúng ta sẽ xác nhận là cổ phiếu sẽ có những cái nhịp test cung tích lũy ở đây và bắt đầu một cái nhịp sóng bật lên. Đây là cái tuần đầu tiên Hùng bắt đầu phân tích một sóng bật lên, tức là đang dự báo cái xu hướng tạo nền của toàn bộ các cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang phân tích. Cổ phiếu EVG cũng hoàn toàn tương tự như vậy. EVG thì sau một cái nhịp mà đạt được target 12 trên 12, nó test cung ở vùng 11.5 thất bại, và từ vùng 11.5 thất bại này thì cổ phiếu bắt đầu trả hết lại ở các cái nền tăng ở trước đó và về lại cái vùng hỗ trợ 7.5 đến vùng 8, và cũng chúng ta cũng sẽ kỳ vọng là sẽ có một cái lực bật từ đây, hồi phục từ đây. C2 là đạt được mắc ở đây là vùng 24.7 trên 25, và những cái nhịp test cung của C2 ở vùng 19 à vùng 23 bị thất bại. Chính vậy nên là cổ phiếu sẽ có xu hướng bị đạp về nền 19 đến nền 19.5. Ở đây là cái vùng hỗ trợ sâu của cổ phiếu, và nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy. C2 sẽ có những cái lực bắt đầu hình thành lại nền tảng tích lũy ở đây. Và kỳ vọng thì kỳ vọng như nào? Tất cả những cái cây thân nến xanh của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta cứ cắt đi khoảng 2 phần 3, tức là khoảng vùng 19.5 không gãy ở đây trong những cái nhịp test cung. Như vậy là sẽ bắt đầu hình thành một cái nhịp về thị trường, nhịp hồi phục của thị trường rất là ok. Mã cổ phiếu KDH trong một phân tích
Trong một phân tích sóng lên thì Hùng đã đưa target này lên vùng 38, đạt được cao nhất ở khoảng vùng 36 ở đây. Sau đó thì nó test lại cái vùng 34, chính là cái mắc của target mà chúng ta đưa ở trong một nhịp phân tích này, thì nó bị thất bại ở đây. Và đến thời điểm hiện tại thì Hùng cũng đang nhìn thấy là những cái tín hiệu dòng tiền đang bị cắm đầu đi xuống này, thì dự báo về cái vùng phục hồi của cổ phiếu này khoảng vùng 30 đến vùng 30.5. Cổ phiếu DRH là đạt được target cao nhất ở vùng 12, sau đó những cái điểm test cung này nó lần lượt nó bị thất bại. Chính vì vậy nên là em ấy sẽ đi về cái vùng hỗ trợ sâu, và vùng hỗ trợ của em này ở vùng 8 đến vùng 8.5, và cũng kỳ vọng là bắt đầu từ điểm này thì cổ phiếu sẽ xây nền và cái lực bật lên của DRH sẽ bắt đầu từ đây. Cổ phiếu C32 cũng hoàn toàn tương tự như vậy, nó sẽ bắt đầu dự báo được cái lực bật của cổ phiếu sẽ ở vùng 23.5 đến vùng 24. LGL là một cái mã cổ phiếu đầu cơ đạt được cái target mà phân tích ở đây vùng 7. Sau đó thì cổ phiếu chỉnh và nôm na đến thời điểm tại chúng ta sẽ xác định vùng 4.8 đến vùng 5 sẽ là vùng mà cổ phiếu sẽ hình thành cái lực phục hồi kỹ thuật ở đây. Vì sao mà trong tuần này thì Hùng tập trung Hùng nói đến những cái vùng phục hồi kỹ thuật? Bởi vì Hùng nhìn thấy rằng là cái xu hướng về mặt thị trường nó đã đạt những cái nhịp như vậy, thì gần phần đa là các cái mã cổ phiếu nó cũng đang có những cái giá rất là hấp dẫn rồi. Đất xanh ở trong nhịp này đã đánh rất là mạnh ở trong tuần vừa qua và gần suýt soát đạt được đến cái vùng 23.5, thì cổ phiếu đất xanh quay lại test cung. Và nhìn trên góc độ kỹ thuật thì những cái điểm test cung của đất xanh ở vùng 17.8 đến vùng 18.3 ở đây rất là ok, tức là đây là cái thành trì hỗ trợ của đất xanh ở quanh vùng này. Tín hiệu tạm ổn, chúng ta sẽ tiếp tục cầm nắm. LDG trong một nhịp phân tích sóng lên ở vùng 8.5 đến vùng 8.8, và sau đó thì cổ phiếu có những nhịp test cung bị thất bại. Chính vì nó test cung bị thất bại nên là nó sẽ có xu hướng hình thành lại những cái nền tảng tích lũy sâu hơn ở dưới này. Đối với LDG trong thời điểm hiện tại thì Hùng sẽ quan sát thêm những cái điểm trả cung ở vùng 6.65 đến vùng 6.8. Xu hướng thì cổ phiếu này sẽ chưa thể hồi phục ngay được. Nó kéo lên rồi nó sẽ phải kéo lại, nó kéo lên rồi nó phải kéo lại. Nôm na là nó sẽ hình thành nên một cái trạng thái tích lũy ở đây trước khi mà cổ phiếu bật tăng trở lại. Đó, trước khi mà cổ phiếu bật tăng trở lại thì sẽ có những cái trạng thái ở đây, và Hùng sẽ thường xuyên cùng quan sát những cái tín hiệu kỹ thuật ở đây để Hùng có thể phán đoán được cái đường đi của cổ phiếu tiếp theo. DG cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Giai đoạn hiện tại thì chúng ta sẽ lấy vùng 24 đến vùng 25, đây sẽ là cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu DG, và sẽ kỳ vọng là em này bắt đầu xây lại nền từ đây. Fecom FCN cổ phiếu FCN cũng như vậy, trong một cái nhịp mà chúng ta phân tích sóng lên ở đây xác nhận với nhau đạt được mark target ở vùng 14 đây, sóng lên chúng ta phân tích ở bên này đây các anh chị, và sau đó thì một cái sóng xuống, thì bản chất sóng xuống thì nó sẽ đến từ những cái vùng nền tảng tích lũy. Thì mấu chốt vấn đề của Fecom vùng 13.5 bị phá vỡ, và từ vùng này bị phá vỡ thì gần như cổ phiếu sẽ bị rơi, và trong cái quá trình rơi đó thì nó sẽ test lại những cái đường cung đó, những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 11.8 bị thất bại, và sau đó một điểm này bị thất bại rồi thì đương nhiên là nó sẽ rơi về đây thôi, không có gì cả. Và trong nhịp này thì Hùng cũng xác nhận với nhau vùng 10.3 đến 10.5, đây sẽ là cái vùng mà dự báo cổ phiếu sẽ có những cái tín hiệu tạo nền lực phục hồi kỹ thuật tại đây. IDC IDC cũng như vậy, IDC là kỳ vọng lên đến 50, nhưng để lên được 50 thì cái vùng 45 của nó phải đảm bảo được cho Hùng ở đây. Và cái cây nến ngày hôm sau thì IDC, cái này là chúng ta đã nói ở trong bản tin phân tích tuần cũ rồi. Đó, thì nó test cung lại, đó, test cung ở vùng 38.3 bị thất thủ nên nó sẽ đi về cái vùng hỗ trợ sâu của đây. Và chúng ta cũng xác nhận với nhau vùng 28.5 đến vùng 30 sẽ là cái vùng hỗ trợ của IDC. Nó chưa tăng được đâu các anh chị, nó sẽ đạp lại một nhịp ở đây, đạp lại một nhịp ở đây thì chúng ta sẽ xem cái tín hiệu tích lũy cung cầu của nó ở đây. Đấy là những cái điểm quan sát rất là thận trọng ở trong cái tuần giao dịch mới. Tuần giao dịch mới lắm việc lắm anh chị, nhìn thế này thôi.
Tuần vừa rồi cũng như vậy, rất nhiều các mã cổ phiếu nó bị xáo trộn, nên để ra được cái bản tin tuần này thì Hùng đã phải ngồi cả một ngày hôm nay. Từ buổi sáng bắt đầu bước vào phiên giao dịch ngày thứ 6 thì Hùng đã phải quan sát những cái sự vận động của thị trường, và sau đó thì đưa ra những cái vùng hỗ trợ và những cái hình vẽ này để cho các anh chị có thể chúng ta quan sát được một cái cách dễ dàng nhất, chứ không phải là tự dưng mà Hùng đẻ ra được một bản tin 1 tiếng 45 phút để ngồi trao đổi với các anh chị đâu. Chuẩn bị rất là công phu và rất nhiều các cái yếu tố kỹ thuật đã được nói lên. Đây là những cái phân tích trực chiến, nó không phải là những cái phân tích ở trên sách vở, mà những cái phân tích thường nhật ở hàng ngày các anh chị giao dịch, các anh chị sẽ va vấp, các anh chị sẽ gặp phải những cái điểm mà Hùng đã nói ở trên bản tin tuần, thì đấy là những cái giá trị mà Hùng mang lại đến cho cộng đồng nhà đầu tư. LCG đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng xác nhận vùng 11.5 đến vùng 12 sẽ là cái vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật của cổ phiếu này, và sẽ bắt đầu hình thành những cái nền tảng tích lũy tại đây. Cổ phiếu C4G thì nó cũng hơi xấu sau một cái nhịp mà bản chất vấn đề nó đến từ cái vùng 11.5 ở đây, nó test cung bị thất bại nên là nó sẽ lần lượt nó test những cái cung ở dưới này, và đến cái thời điểm hiện tại thì C4G cũng gần như đã chỉnh hết nhịp rồi. Và từ đây thì C4G sẽ có những cái điểm trả cung lại đẹp. Nếu đẹp nhất đó là gì? Đẹp nhất Hùng nói như vậy, đẹp nhất đó là khoảng vùng giá đây, nôm na khoảng vùng 8.3, nó test lại cái cung 8.3 này không gãy này, và sau đó nó lình xình quanh đây một vài phiên tích lũy ổn định, như vậy là chúng ta sẽ bắt đầu để chúng ta giải ngân cổ phiếu. Cổ phiếu 2 này thì mới phân tích ở đoạn sau, và vùng hỗ trợ của em này 19 đến 19.5 tương đối là khỏe. Kỳ vọng cổ phiếu sẽ đánh lại ở khoảng vùng 22, vừa thoát vùng 22 thì chúng ta có vùng 24. Nhà Từ Liêm, nhiều anh chị hỏi là tại sao lại phân tích cái mã cổ phiếu Nhà Từ Liêm, thì nó cũng sẽ có những yếu tố rất là riêng của nó. Ở Nhà Từ Liêm có một cái vùng kháng cự ở đây, vùng 26.3, và vùng hỗ trợ trong cái nhịp này là vùng 21.5 đến vùng 22. Tạm thời thì Nhà Từ Liêm sẽ đi ở trong cái biên này. Cổ phiếu Nha cũng tương đối là hay, trong một cái nhịp mà chúng ta đánh xổ số là gạt hái được xổ số ở vùng 23. Test cung trả lại vùng 19.5 đến vùng 20 không gãy, đây là vùng hỗ trợ của Nha, thì cổ phiếu sẽ có xu hướng bật lại ở vùng 23 đến khoảng vùng 24. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành cổ phiếu P. Thì một cái thông thường nhất đó là sau một cái nhịp hoảng loạn và nhịp giảm mạnh của thị trường thì những nhóm nào sẽ là hồi phục nhanh nhất, đó là nhóm P. Đầu tiên chúng ta sẽ nói là GAT, nhóm P và nhóm chứng khoán, nhóm banh. Đấy là những cái nhóm mà thị trường, khi mà thị trường phục hồi trở lại thì những cái nhóm này sẽ là những nhóm phục hồi T cộng nhanh nhất. Chính vậy nên là chúng ta đánh lướt T cộng, chúng ta sẽ tập trung để chúng ta đánh những cái mã cổ phiếu như thế này. Thì GAT ở trong một nhịp phân tích sóng lên đó các anh chị có thể xem lại những cái bản tin mà Hùng phân tích từ đây, đúng không ạ? Chúng ta phân tích một sóng lên, và sóng lên đến thời điểm hiện tại là chúng ta đưa target mắc về 95. Sau những nhịp test cung đó, test cung đầu tiên 90 bị gãy thì nó lại test cung tiếp vùng 85, gãy tiếp, gãy 85, test tiếp vùng 80 bị gãy, và đến thời điểm hiện tại là nó về lại nền luôn, tức là xây bao nhiêu thì đạp hết rồi, và về đến đây là cái nền hỗ trợ mạnh. Đó, nền hỗ trợ mạnh thì nó sẽ khác. Nền hỗ trợ 72 đến 73.5 Hùng cũng bắt đầu kỳ vọng ở đây sẽ bắt đầu chúng ta phân tích một sóng lên của GAT ở đây. Thì cái câu chuyện là bắt đầu phân tích một sóng lên của cổ phiếu thì nó khởi nguyên như thế nào, thì nó cũng giống như câu chuyện là sau đây. Các anh chị có thể xem lại rất nhiều các bản tin video của Hùng khi mà cổ phiếu GAT ở đây nó rơi vào đây và bắt đầu đến cái đoạn Hùng chốc mũi tên xanh này. Đấy chính là những cái thời điểm mà chốc mũi tên xanh này, chốc mũi tên xanh lên, thì đấy là những cái thời điểm mà dự báo là về đến đó là cổ phiếu tạo đáy, không biết đâu là đáy anh chị nhá, đấy là dự báo nhá. Đó thì bắt đầu chúng ta bắt đầu sọc xanh lên đây, đấy là những cái tín hiệu rất là đẹp rồi. Đó, đấy là những cái tín hiệu kỳ vọng rất là đẹp rồi. PLX cũng hoàn toàn tương tự như vậy, những điểm test cung ở trên này bị thất bại, và đến thời điểm hiện tại chúng ta sẽ lấy 45 đến vùng 46 là điểm hỗ trợ với PLX. Thì cái xu hướng là kỳ vọng đẹp nhất nó sẽ test trả lại cung ở cái vùng trên này, khoảng vùng 47.5 không gãy. Rồi bộ ba các cái mã cổ phiếu top mà khuyến nghị đầu tư thì trong một phân tích sóng lên đến thời điểm hiện tại chúng ta ghi nhận PVS đạt mắc ở target vùng 22.
Test cung đầu tiên ở vùng 21 bị thất bại, test cung tiếp theo những cái điểm đó, nói chung những cái điểm test cung bị thất bại rồi thì nó sẽ về những cái vùng hỗ trợ rất là sâu, và PVS ở đây vùng 14 đến vùng 14.5 sẽ là một cái vùng hỗ trợ ok của PVS rồi. Kỳ vọng sang tuần tới ở các anh chị cứ chém cái vùng khoảng 2/3 cái thân nến, có nghĩa là gì, test cung ở khoảng vùng 15 không gãy thì nó sẽ có những cái điểm tích lũy hồi phục về mặt kỹ thuật ở đây đó, và chúng ta sẽ bắt đầu phân tích một điểm hỗ trợ của thị trường và bắt đầu phân tích một sóng lên. PVD cũng hoàn toàn tương tự như vậy, vùng hỗ trợ của em này ở vùng 14 15.5 đến vùng 16, và bắt đầu từ đây thì chúng ta sẽ bắt đầu phân tích một sóng lên, tức là một sóng hồi phục về mặt kỹ thuật của thị trường, nó sẽ dài hơi hơn so với những cái nhịp hồi phục T cộng trước đây của các mã cổ phiếu. PVT hoàn toàn tương tự như vậy, hỗ trợ 14, 14.6 và kỳ vọng test cung 15 không gãy thì xu hướng phục hồi ok. Top 3 mã cổ phiếu tiếp theo được khuyến nghị đầu tư trong một cái nhịp phân tích sóng lên ở đây, chúng ta đưa target của OI 13/13 hoàn toàn đạt được. Sau đó thì OI test cung vùng 12.5. Vùng hỗ trợ 12.5 này là một cái bước ngoặt đầu tiên để nói rằng cổ phiếu bị thất bại. Đó, các anh chị cứ theo những cái vùng hỗ trợ của vùng lên mà đánh, rồi những cái vùng kháng cự sau những cái điểm test cung mà nó giữ được, ok, chúng ta sẽ cầm nắm cổ phiếu. Nếu những điểm test cung bị thất bại, đấy là những cái dấu hiệu các anh chị chủ động chúng ta hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu. Tiếp tục tiếp tục vùng 11 đứt, tiếp tục đến vùng 10.2 đứt, và đến thời điểm hiện tại thì những anh chị nào bán ở đây là bán đúng đáy này. Cái cổ phiếu này thì cũng dễ nhìn luôn thôi. Hỗ trợ của OI vùng 8 đến vùng 8.4, kỳ vọng phiên ngày thứ hai test cung không gãy ở vùng 9. Nôm na là từ cái vùng 8 đến vùng 8.4 thì chúng ta bắt đầu đi phân tích một sóng lên của OI. POVK ở vùng hỗ trợ vùng 11 đến vùng 11.4 sẽ là vùng mà chúng ta đi phân tích một nhịp hồi của POVK. BSR ở vùng 7.6 đến vùng 8, kỳ vọng phiên ngày thứ hai chém không gãy vùng 8.35, và từ đây thì cổ phiếu sẽ nhì nhằng ở đây, lình xình ở đây trước khi hình thành một cái nhịp phục hồi ở đây, và chúng ta bắt đầu phân tích một sóng lên của BSR từ đây. PET thì đánh hơi láo, em này nó thiên về cái chỉ số đầu cơ rất là cao, và nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi các anh chị. Trong một cái nhịp mà chúng ta phân tích lên vùng 20 ấy, thì nó phải trả cung lại ở vùng này, nó thất bại ở điểm này, điểm này là điểm thất bại đầu tiên. Thất bại đầu tiên thì nó test ở đây thì nó hồi lại được, nhưng mà hồi lại thì cái lực hồi nó lại không đủ để vượt qua cái kháng cự 18 ở đây. Nó lại tiếp tục test vùng sâu ở đây, vùng 16 thất bại và đi về đây. Thì đối với PET cũng hoàn toàn tương tự như vậy, bởi vì là cái tín hiệu dòng tiền đó, lòng nhìn cái đường ngoằn này thì cũng đang có cảm tưởng là đến đoạn này nó sẽ uốn lên. Tất cả các mã cổ phiếu đều như vậy chứ không mỗi gì PET, nên chính vì cái điểm này nó đang ngoằn, nó uốn lên, toàn thị trường nó uốn lên thì rất là đẹp. Nó khi toàn thị trường nó uốn lên thì nó chỉ có tăng thôi, đó, thị trường nó chỉ có tăng thôi các anh chị. PXS cũng là một cái mã cổ phiếu mình nhìn thấy những cái yếu tố rất là hay, tuy nhiên là những cái điểm mà test cung nó bị thất bại, điểm mấu chốt vấn đề đầu tiên test cung 8 bị thất bại nên nó lần lượt nó test lại cái cung dưới, và đến thời điểm hiện tại thì cổ phiếu này thì chưa có những cái dấu hiệu mà có thể ngừng đà rơi, tức là phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới thì chúng ta sẽ dự phóng, chúng ta sẽ xem thêm những vùng vận động của nó, vùng 6 đến vùng 6.5 để chúng ta có thêm những cái đánh giá. Rồi, nhóm ngành banh thì chúng ta sẽ đi phân tích lần lượt các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành ngân hàng các anh chị nhé. Thì nhóm banh cũng sẽ là một cái nhóm mà nó sẽ phục hồi nhanh nhất khi mà thị trường có những cái bước tạo nền, và sau đó thì nó sẽ là những cái nhóm ngành đầu tiên dẫn sóng, dẫn dắt toàn bộ thị trường. Và chính vì là nhóm dẫn dắt, dẫn sóng nên gần như nó sẽ là những cái điểm hồi phục của nó thì bao giờ nó cũng sẽ là sớm nhất. Rồi, đối với mã cổ phiếu BIDV thì chúng ta nói về cái câu chuyện chúng ta phân tích một sóng lên ở vùng 50. Mấu chốt vấn đề của BID đến từ điểm test cung 48.5 bị thất bại.
đây các anh chị, nó thất bại ở cái phiên này, và sau cái phiên thất bại đó thì những cái điểm cung ở dưới này gần như nó sẽ khó là khá giữ, và nó tiếp tục rơi rơi rơi, và đến thời điểm hiện tại thì nó rơi về cái vùng này là vùng hỗ trợ, có thể nói rằng ngon rồi, 37.5 đến vùng 38. Không có những cái nhịp đạp gọi là thần thánh của thị trường như vậy thì làm sao mà chúng ta có được những cái giá của bit ở vùng này để chúng ta mua, đúng không ạ? Tức là cái bất lợi của người này sẽ là cái thời cơ của người khác, câu chuyện nó nằm ở chỗ đó. Và đối với bit cũng hoàn toàn tương tự như vậy, bit sẽ có những cái điểm đây sẽ trả cung lại nhẹ nhàng đây đó, và cũng kỳ vọng bắt đầu từ điểm này thì cũng sẽ phân tích một sóng lên của bit đấy, nhoi nhoi thì nó cũng đây, ví dụ như đây 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 đó, sau một cái nhịp đạp 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 đạp, đạp đó, hùng tìm một cái vùng hỗ trợ ở đây và bắt đầu có một mũi tên xanh nhoi 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 lên, thì lúc đó là khả năng là toàn thị trường của chúng ta sẽ bước vào một cái nhịp hồi phục kỹ thuật, và những anh chị đã bị sốc ở trong tuần vừa qua thì sẽ rời bỏ thị trường, và những anh chị nào còn ở lại với Hùng Lê, còn ở lại với chứng khoán Chiến binh điện tử quan trọng, chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu. CTG cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Cái mark target mà chúng ta đưa ở đây là vùng 4x nhỉ, 38 đến vùng 40, và mẫu chốt của CTG nó cũng đến từ cái phiên tuần trước, đó là nó test cung ở vùng 38 thất bại. Khi mà test cung ở vùng 38 thất bại, đấy là những cái dấu hiệu rất là xấu. Rồi, và nó sẽ đi về test cung ở vùng 33.5 đến vùng 34, vùng này bị thất bại và nó đi về cái vùng hỗ trợ dài rồi. Đấy, hỗ trợ này đẹp rồi. Và dự kiến vùng 28.5 bắt đầu từ đây công thương cũng sẽ tạo nền và bắt đầu phân tích một sóng lên của công thương. Vietcombank, em Vietcombank hơi kinh rồi, những cái cây nến gọi là to tổ bố. Thì Vietcombank trong cái dự định là có thể đánh lên vùng 115, với điều kiện là đây vùng trả cung của nó 102-103 được giữ vững, và mấu chốt thì Vietcombank cũng đã bị mất vùng hỗ trợ ở trong tuần cũ và nó xuống vùng hỗ trợ sâu, và đến thời điểm hiện tại Vietcombank đi rơi về cái vùng này, nó là vùng 85 đến khoảng vùng 87. Ok các anh chị, ở vùng này thì Vietcombank cũng sẽ bắt đầu xây nền. Với cái tín hiệu của Vietcombank thì chúng ta sẽ kỳ vọng chúng ta chém đi một đây này, đã chém đi đây này khoảng vùng 88.5 đấy, ông cứ test cung làm sao vùng 88.5 không gãy, chứ cũng không kỳ vọng mà từ vùng 93 nó ông kéo lên luôn được đâu, nó không có câu chuyện đấy đâu, không có. ACB rồi, ACB vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây 24-25. Nó cũng phải như vậy, nó sẽ phải test cung lại các anh chị, và bắt đầu kỳ vọng từ đây thì cổ phiếu sẽ tạo nền tích lũy để bắt đầu chúng ta phân tích một sóng lên của ACB. HD Bank, VBank. HD Bank như vậy, mark target chúng ta đưa cổ phiếu này lên vùng 28, và sau đó thì cái mấu chốt của HD Bank đến từ cái điểm test cung 27.5 bị thất bại, nên nó sẽ test một lần ở đây này, ở vùng đây là vùng 26 tiếp tục bị thất bại này, thì nó sẽ test tiếp vùng 23.5, và đến thời điểm hiện tại thì có thể coi cái vùng 20, có thể coi vùng 20 là vùng hỗ trợ tương đối ổn định của HD Bank rồi, và HD Bank sẽ có những cái nhịp test lại cung cầu ở quanh vùng 21, khoảng vùng 21 đến vùng 21.5 đó, nôm na là ở một trung bình ở đây, và sau đó thì cổ phiếu sẽ tích lũy ở vùng này đủ lớn và chúng ta sẽ bắt đầu phân tích một sóng lên. Cổ phiếu MBB cũng hoàn toàn tương tự như vậy, vùng hỗ trợ 21 đến khoảng vùng 22, tuần tới sẽ có những điểm test cung lại 22, xu hướng sẽ bắt đầu xây nền ở vùng này, ở vùng 22. TCB, Tech phiên ngày hôm nay cũng đạp về vùng hỗ trợ đó, vùng hỗ trợ của Tech ở đây cũng đẹp rồi, vùng 29 đến khoảng vùng 30, kỳ vọng cũng hoàn toàn tương tự như các cái cổ phiếu nhóm bay khác là Tech sẽ bắt đầu xây nền từ đây và chúng ta sẽ bắt đầu phân tích một cái sóng hồi của Tech từ đây, tức là cái vùng này sẽ là cái vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật của Tech ở đây.
TP Bank ở trong nhịp mà chúng ta phân tích lên đây, mark target ở vùng 3x đó, và sau đó thì test lại cái cung ở đây nó bị thất bại này, test cung 27.5 bị thất bại, mẫu chốt nó đến từ đấy và từ cái vùng đó thì nó đạp thôi. Và đạp đến trong tuần này thì vùng hỗ trợ của Tech ở vùng 22 đến vùng 22, Tiên Phong Bank ở vùng 22 đến vùng 22.5 khá là ok. Sang tuần tới cứ chém đi khoảng vùng 23, kỳ vọng ở khoảng vùng 23 tích lũy ổn định không gãy, thì như vậy là chúng ta sẽ bắt đầu hình thành một cái nhịp tạo nền tạo đáy của cổ phiếu ở đây để phân tích một sóng lên. STB hỗ trợ sâu rồi, hỗ trợ này cũng sâu rất là đẹp rồi, vùng 15.5 đến vùng 16, kỳ vọng ở đây sẽ xây nền ở đây và bắt đầu hình thành nhịp tăng. SHB trong tuần vừa qua cũng bị đạp tương đối là mạnh, lý do đơn giản, đầu tiên nó bị cái vùng 18.5 nó bị thất bại ở đây. Sau cái vùng thất bại 18.5 này thì nó sẽ có những nhịp hồi phục kỹ thuật này, và cái lực đánh nó không đủ mạnh để bật lại cái vùng 18.5 thì cổ phiếu thường nó sẽ có xu hướng chỉnh giảm lại dài sau đó. Và đối với thời điểm hiện tại thì SHB chúng ta cũng sẽ nói đến vùng hỗ trợ 12.5 đến khoảng vùng 13 trong một cái nhịp phục hồi kỹ thuật của SHB tại đây, nó sẽ xây nền ở vùng này. Liên Việt Postbank và BVB. Liên Việt Postbank là một cái mã cổ phiếu mà cũng rất là khỏe, tuy nhiên nó cũng không chịu được nhiệt của thị trường và nó test ở cái vùng 13.7 bị thất bại. Chính vì vậy nên nó lùi về lại cái vùng hỗ trợ sâu hơn ở đây, đó là vùng 11.5 đến vùng 12. Và cũng tương tự như các bank khác thì từ đây thì cổ phiếu này sẽ hình thành một cái nền tảng tích lũy thêm 1 đến 3 phiên giao dịch nữa. Đó. BVB vùng hỗ trợ, chúng ta sẽ nói đến một cái nhịp phân tích sóng lên. Ở nhịp phân tích sóng lên này thì Hùng đưa target của nó về vùng 16, sau đó thì nó có những cái điểm test cung ở vùng 14.5 bị thất bại nên là nó bị đẩy, nó bị đạp thôi. Và BVB lại đưa về nền thì đây cũng là cái nền hỗ trợ rất là sâu của BVB ở vùng 10. Kỳ vọng là BVB sẽ bắt đầu có một cái lực phục hồi ở quanh 10 đến khoảng vùng 10.5. Nó hình thành một cái nền tảng tích lũy ở đây trước khi mà chúng ta có phát đi những cái tín hiệu về đảo pha xu thế ở đây. Ông sẽ có những cái tín hiệu đó để ông có thể sẽ phân tích cập nhật trực tuyến lên trên room hàng ngày cho các anh chị. Rồi chúng ta đi phân tích một số các mã ngành chứng khoán VCI. Đối với VCI trong hai cái nhịp ở đây thì chúng ta đưa cái target của em này ở khoảng vùng 65. Sau đó VCI test cung ở vùng 57 bị thất bại nên là rơi thôi. Rơi thì đến thời điểm hiện tại thì Hùng lại dò về cái vùng 43 đến vùng 43.5. Kỳ vọng từ đây thì cổ phiếu sẽ bắt đầu tích lũy tạo nền và chúng ta sẽ bắt đầu có thể phân tích một cái nhịp sóng lên. Ở trong một cái nhịp sóng lên đó thì nó thông thường nó sẽ nhổm lên này rồi nó chỉnh lại này. Đó, rồi nó lại nhổm dần lên, đó ví dụ như vậy, chứ không phải là ào một phát là nó lên đâu các anh chị. Và cái câu chuyện là nếu như cái nền tảng này tích lũy của nó càng dài càng tốt đó thì cái lực bật lên lại đằng sau này của cổ phiếu nó càng ok. Đó, chúng ta không cần vội vàng gì cả, chúng ta cần thêm những cái tín hiệu tích lũy nền ở đây rất là bền, rất là chặt ở đấy thì rất là tuyệt vời. Cổ phiếu SSI vùng hỗ trợ đây rồi các anh chị, vùng hỗ trợ này cũng tốt rồi đấy, chưa phải là sâu. Nếu hỗ trợ sâu của SSI nó phải là vùng 23 cơ chứ không phải là vùng 25, thì một nguyên lý là cổ phiếu sẽ test lại cung ở vùng 26 đến khoảng vùng 27 ở đây, chúng ta sẽ quan sát ở đây ổn thì nó sẽ có lực hồi thực phục hồi kỹ thuật từ đây. Cổ phiếu HCM hỗ trợ vùng này được, hỗ trợ của vùng này là ok rồi, tức là ở khoảng vùng giá 24 đến khoảng vùng giá 24.5 thì Hùng cũng sẽ bắt đầu kỳ vọng từ cái vùng này chúng ta sẽ bắt đầu có những cái điểm phục hồi kỹ thuật tích lũy nền của cổ phiếu đây, và chúng ta sẽ bắt đầu đi phân tích một sóng lên của HCM ở đây. SHS trong phiên ngày hôm nay tăng kịch trần, tuy nhiên theo với cái góc nhìn kỹ thuật và cái kinh nghiệm mà ở trên thị trường rất là lâu năm rồi
thường sẽ thấy rằng là cổ phiếu này cần phải chém đi một nửa, tức là nó sẽ có những cái nhịp trả cung lại khoảng vùng 20 ổn định ở đây, thì lúc đó thì nó mới hình thành được. Còn vùng hỗ trợ sâu của SHS 17.5 đến khoảng vùng giá 18, đây là vùng hỗ trợ sâu của cổ phiếu. CTS CTS trong một nhịp phân tích sóng lên như vậy là đạt được ở vùng 18, và sau đó thì CTS có những nhịp test cung, nói chung là nôm na là test cung thất bại. Thì trong tuần vừa qua thì cổ phiếu nào test cung cũng bị thất bại hết. Và đến thời điểm hiện tại thì Hùng sẽ xác định vùng 11.5 đến vùng 11 đến khoảng vùng 11.5, đây sẽ là cái vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật của cổ phiếu CTS. Nó sẽ tích lũy nghỉ ngơi ở đây, tạo nền ở đây trước khi nó có những cái tín hiệu đảo chiều, đảo pha xu thế. MBS cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Trong phiên ngày hôm nay thì MBS đã tăng tương đối là mạnh. Tuy nhiên với một cái phiên này thì phiên ngày thứ hai nó cái chém đi một nửa đi, và cái vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật của em này ở vùng 15 đến vùng 16, tức là có thể trả cung ở vùng 16 ổn định tích lũy ở đây, rồi khi đó mới bật tăng được. BVF là một mã cổ phiếu, cái tính tạo lập của nó rất là tốt. Kỳ vọng là đánh về vùng 26, vượt thoát vùng 26 để chạy tiếp. Tuy nhiên là cái câu chuyện đó nó đã không xảy ra khi mà BVF test cung ở vùng giá 21.5 bị gãy. Gãy vùng này thì BVF đã bị đạp. Đạp thì bây giờ đạp đến vùng này, ok chưa, ổn rồi. Vùng này là ổn rồi, tức là vùng hỗ trợ của BVF chúng ta có thể xác định 14 đến vùng 15, phiên ngày thứ hai chém đi một nửa, test cung lại ở khoảng vùng 15 không gãy, hình thành một cái nền tảng tích lũy ở đây. Đó, chúng ta sẽ có những câu chuyện tiếp theo. Cổ phiếu VND, VND, VND thì chúng ta nói nhiều rồi. Dự báo về cái lực mà VND có bị phân phối ở vùng 31 đến vùng 32. Ở đây cái linh cảm vùng tương đối là tốt. Sau đó thì cổ phiếu test lại ở vùng 27 thất bại. Và nôm na đến thời điểm hiện tại chúng ta sẽ xác nhận với nhau VND ở vùng hỗ trợ 20 đến vùng 21, chém đi một nửa cây nến này đi. Kỳ vọng những điểm test cung xây nền ở trên vùng 22 cộng, như vậy là ok. Ở vùng này VND sẽ có thêm những điểm lực phục hồi thực cái đợt ở đây, và chúng ta chuẩn bị sẵn tiền đi. Rất nhiều các mã cổ phiếu có thể mua được ở trong tuần tới sau những điểm gọi là chỉnh về mặt kỹ thuật. Cổ phiếu FTS hoàn toàn tương tự như vậy. Vùng hỗ trợ thấp của FTS nhịp này đẹp rồi, 13.8 đến vùng 14.3, phiên ngày thứ hai chém đi một nửa khoảng vùng 14.5, tích lũy ổn định ở trên 14.5, 1 đến 3 phiên lực cầu quay trở lại khoảng trên 4-5 triệu cổ phiếu, 2-3 triệu cổ phiếu ở đây, thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta mở mua FPT. Đó, thì những cái điểm mua FTS, những cái điểm mua đó thì Hùng sẽ cập nhật trên Room Chat, bởi vì là không thể là cứ có điểm mua là Hùng làm video được, nó không có, một tuần chúng ta mới có một cái bản tin thôi. VIX, VIX cái tính đầu cơ của cổ phiếu này rất là cao, Hùng rất là thích, và thanh khoản của nó thì tương đối ổn định, tức là đảm bảo để chúng ta có thể thoát được hàng. Vùng hỗ trợ 19.3 đến vùng 20 ổn chưa anh, ổn nhịp điểm này là ổn đấy, đấy đạp về như này ổn. Kỳ vọng sẽ bắt đầu có những cái tín hiệu tạo nền ở đây, ở vùng 19.5 đến vùng 20, phiên ngày thứ hai thì chém đi một nửa, chém đi khoảng 21, ở khoảng vùng 21 là ổn, tích lũy trên vùng 21 thì ok. Mã cổ phiếu AAS, AAS là đạt được mark target là 12/12, sau đó thì cổ phiếu đã lấp lại hết toàn bộ và đi về lại cái nền tảng tích lũy ở bên này. Thì về đây là lại về lại nền hỗ trợ rồi, về lại nền hỗ trợ rồi, thì nền hỗ trợ của em này là vùng 5.5. Phiên ngày thứ hai cũng hoàn toàn tương tự, chém đi một nửa khoảng vùng 6.3, nó sẽ có thêm những điểm tích lũy tạo nền ở đây. Lực cầu quay trở lại khoảng trên 5 đến 6 triệu cổ phiếu, và nó có thêm nhiều các cái tín hiệu kỹ thuật hội tụ ở đây, thì chúng ta sẽ bắt đầu bắt chém cá trên thớt, chém ngon, không có vấn đề gì cả. Rồi chúng ta sẽ đi phân tích một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành thép. Đầu tiên là Hòa Phát. Hòa Phát thì nhiều anh chị trên diễn đàn nói rằng target 60-70, nhưng với quan điểm Hùng thì chúng ta tạm thời chúng ta cứ để nó ở vùng 45, nhỏ nhỏ xinh xinh, để chúng ta xem cái sự vận động của cổ phiếu này ở vùng 45 xem là có ổn áp không.
Và cùng với đó thì nó có một cái vùng hỗ trợ đây các anh chị này, vùng 40 đến vùng 41. Đó, trong một cái biên 41.41 đến vùng 45 chúng ta sẽ xem những cái vùng hỗ trợ đây. Ok đúng không ạ? Và đối với Hòa Phát thì về bản chất là cây liên kết tuần thì Hòa Phát gần như lấy lại được, lấp lại được cái vùng hỗ trợ ở đây. Tuy nhiên cái điểm lấp này nó cũng sẽ chưa 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 thực sự là ổn đâu các anh chị. Chúng ta sẽ phải thêm cái thời gian để chúng ta có thêm những cái đánh giá của Hòa Phát, có nghĩa là gì? Nó sẽ có những cái điểm test trả lại cung ở đây ở khoảng vùng giá 36.5 để chúng ta đánh giá cái mức độ ổn định. Hoa sen HSG như vậy là đạt target ở vùng 27 trên 27, những cái điểm test cung này của hoa sen bị thất bại. Mặc dù trong phiên ngày hôm nay thì hoa sen cũng đã lấy lại được cái vùng hỗ trợ về đúng về lý thuyết là vùng 23 23.5. Phiên ngày thứ hai thì cũng chém đi một nửa đi các anh chị, tức là ở khoảng vùng 21.5 không gãy, và chúng ta sẽ kỳ vọng là hoa sen sẽ bắt đầu có những cái nhịp tích lũy tạo nền tại đây, tại vùng 20 mấy đấy, vùng 20 đến vùng 21. Nam Kim, như vậy là Nam Kim cũng đang ghi nhận với nhau cái target mà chúng ta xây ở đây là 18 trên 18. Chiết xuất đạt được, nói chung là gần đạt khoảng 95% rồi đấy các chị. Thì nó test lại cung và cái vùng mà hỗ trợ của Nam Kim, vùng kháng cự ngày xưa khi chúng ta đi xây thành vùng hỗ trợ, và chính vì trong tuần nó có điểm hỗ trợ này bị thất thủ này nên là nó sẽ về cái điểm hỗ trợ gần nhất ở đây. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ lấy cái vùng 14.5 sẽ là cái vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật của cổ phiếu. Và kỳ vọng là sang tuần tới thì nó sẽ có những điểm trả cung lại ở trên vùng 15, thậm chí là có thể trả về vùng 14.5 không gãy, tức là test tích lũy tạo nền ở đây. Thì chúng ta sẽ phân tích một cái lực hồi phục kỹ thuật của nó ở đây. Cổ phiếu TLH thì phiên kết tuần mặc dù là lấy lại vùng hỗ trợ, tuy nhiên là lấy kiểu này thì nó sẽ lấy hơi đuối. Chính vì câu chuyện lấy hơi đuối nên là cái xu hướng chủ đạo thì chúng ta vẫn lấy cái vùng hỗ trợ của Nam Kim là vùng xin lỗi cả nhà, TLH test biến lên 5.65. Tức là phiên ngày thứ hai thì cổ phiếu nó sẽ có xu hướng lấp lại những cái vùng gap thấp ở dưới này hơn, trước khi mà nó hình thành một cái nhịp phục hồi kỹ thuật ở đây. TVN là một cái mã cổ phiếu, nếu mà các anh chị mà theo những cái phân tích cùng phân tích ở đây, từ những vùng 7 nó đánh lên tận vùng 16 cũng rất là ăn rất là dày. Nhưng mấu chốt vấn đề nó cũng sẽ nằm ở những cái điểm mà hội tụ về mặt kỹ thuật, đó là vùng 13.6 đến vùng 14. Cái vùng này nó test cung bị thất bại, chính vậy nên là nó sẽ có xu hướng test lại vùng thấp hơn. Về mặt lý thuyết thì cổ phiếu này cũng khá là mạnh các anh chị, nó không bị gãy nhiều đó, và vùng hỗ trợ sâu của cổ phiếu này đó là vùng 10 đến khoảng vùng 10.5. Về mặt tín hiệu kỹ thuật thì trong phiên ngày thứ hai, kỳ vọng ông này ông ấy chém khoảng vùng 11.3 đó, 11.3 không gãy đây, 11.3 đó, ông ấy chém 11.3 không gãy, hình thành một cái nền tảng tích lũy về mặt kỹ thuật ở đây thì chúng ta cũng sẽ kỳ vọng có một cái nhịp phục hồi kỹ thuật ở đây của Nam Kim, à của TVN. Rồi, đã xong tất cả các cái mã cổ phiếu cơ bản của các cái nhóm ngành chính, bây giờ mình sẽ đi view lại thêm các cái mã mà các anh chị thường xuyên quan tâm, đó là mã cổ phiếu BFC nhóm ngành phân bón. Thì trong nhóm ngành phân bón chúng ta đang nói đến cái target cao nhất của BFC đó là vùng 18.5 và cái biên hỗ trợ của cổ phiếu này đó là vùng 16. Trong ngắn hạn với tín hiệu như thế này thì cổ phiếu sẽ có xu hướng đạp về cái vùng hỗ trợ đây, đó là vùng 14 đến vùng 14.5. Từ cái vùng này thì chúng ta mới tính toán một cái tọa độ hồi của cổ phiếu về nhóm ngành phân bón. Bản chất thì nhóm ngành phân bón thì trong cái giai đoạn vừa qua thì Hùng cũng không có khuyến nghị đầu tư, bởi vì nhìn cái lực đi của nó hơi kém, kể cả đối với Đạm Phú Mỹ. Cái thời điểm là có rất nhiều những anh chị em là khi mà cổ phiếu break vùng 20 này là nháo nhào mua, và sau đó thì nó bị dội một cái gáo nước lạnh rất là lạnh ở đây, và tiếp sau đó thì bị một cái phiên tiếp theo. Thì khi cổ phiếu đã chạm về gần cái vùng kháng cự này thì thường Hùng sẽ rất ít khi khuyến nghị các anh chị bắt, mà phải khẳng định luôn là không bao giờ khuyến nghị các anh chị bắt ở những cái vùng
cổ phiếu từ dưới đâm lên đó, bởi vì bắt ở những cái vùng này nó sẽ rất là nguy hiểm. Một thì sẽ ăn, nhưng mà hai thì sẽ chết, nhưng mà cái xu hướng chết nó nhiều hơn ăn. Thì cổ phiếu Đạm Phú Mỹ đã bị giảm và đi về đến thời điểm hiện tại thì có thể đánh giá rằng vùng 15 đến khoảng vùng 15.5 sẽ là cái vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật tương đối ổn định rồi. Sau một cái phiên đạp sâu về mặt lý thuyết là cái hỗ trợ sâu của nó phải là vùng 14.5 cơ. Thì chúng ta sẽ quan sát những cái nhịp trả cung, nó sẽ trả cung lại ở cái vùng này, đó là vùng 15, không gãy thì cái đó sẽ cổ phiếu sẽ hình thành một cái nhịp và tích lũy nền ở đây, và chúng ta sẽ đánh giá cái mức độ phục hồi. Đối với Đạm Cà Mau cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đạm Cà Mau là cũng rất nhiều anh chị em là nháo nhào mua trong một cái phiên tăng điểm khi mà cổ phiếu này break kháng cự ở đây vùng 14.5. Trong một cái nhịp phân tích sóng lên thì cũng đưa cái target của em này ở 14.5. Sau đó những cái nhịp test cung nó bị thất bại, chính vì thất bại nên nó sẽ về cái vùng hỗ trợ, và vùng hỗ trợ của Đạm Cà Mau vùng 11 đến vùng 11.5 ổn. Phiên ngày thứ hai chém đi một nửa, tức là khoảng vùng 12, và chúng ta sẽ kỳ vọng là em này bắt đầu xây nền ở đây, và khi đó thì cũng sẽ có thêm những cái phân tích kỹ thuật tiếp theo. Rồi, nhóm ngành cảng biển, chúng ta có mã cổ phiếu VSC, thì nói chung là con này thì chơi xổ số rồi. Về mặt lý thuyết là khỏe, bởi vì cái vùng 54 đến vùng 55, chính xác ở đây là bao nhiêu? Vùng 53.5 đến vùng 54, vùng này nó không gãy. Thị trường rơi rất mạnh, hôm nay rơi xong thì nó vẫn cây nến kết phiên, nó vẫn lấy lại được ở trên vùng này. Và với tín hiệu này thì chúng ta cũng sẽ kỳ vọng thôi, nó sẽ đi phục hồi lại từ đây. Con này thì thôi, không khuyến nghị đầu tư. Ai mà thích bắt xổ số thì bắt thôi. TCVK đây, nền hỗ trợ về bản chất là trong tuần thì nó có một cái điểm sọc ngày hôm qua tương đối là mạnh. Cái điểm này thì nó cũng đưa cổ phiếu về cái vùng hỗ trợ đây này. Cái vùng hỗ trợ này cũng là vùng hỗ trợ suy soát ở vùng 24. Tuy nhiên với góc độ kỹ thuật ngắn hạn thì chúng ta sẽ kỳ vọng là TCVK sẽ có ở vùng 26. Ở khoảng vùng 26 đến khoảng vùng 26.8, đây sẽ là nền tảng tích lũy của cổ phiếu. HAH sau khi break nền 20 cộng thì test cung bị thất bại nền 20 cộng, chính vì vậy nên cổ phiếu có xu hướng nó cứ test vậy thôi, nó xuống cái vùng này nó bị thất bại ở đây thì nó sẽ đi xuống cái vùng đây. Và thời điểm này thì chúng ta sẽ nói đến vùng 14 đến vùng 14.5, phiên ngày thứ hai chém đi một nửa, đi khoảng test cung lại ở trên khoảng vùng 14.7 gì đó ổn định, và sẽ đánh giá thêm cái tín hiệu tạo nền. Về cơ bản là những cái vùng mình đưa ra hỗ trợ ở đây, đó chính là vùng mình đã dự báo về xu hướng tạo nền rồi. Thì từ những cái dự báo về xu hướng tạo nền đó thì mình sẽ có thêm những cái đánh giá xem là cổ phiếu có tạo nền được ở vùng đó hay không, hay là cổ phiếu sẽ bị gãy tiếp. Đó thì cái câu chuyện là nó sẽ cần thêm các cái tín hiệu kỹ thuật ở đây. Cổ phiếu Siemens mắc target chúng ta xây được đến đây vùng 36 đến vùng 37, sau đó những nhịp test cung của em này nó bị thất bại đi, thì đến thời điểm hiện tại đây thì chúng ta sẽ đưa ra cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 26 đến khoảng vùng 27.3. phiên ngày thứ hai chém như một nửa, tức là nó đâu đó khoảng trên vùng 27.5 một tí, nó 27.5 một tí, và cổ phiếu nó sẽ có những cái xu hướng để hình thành những cái nền tảng tích lũy ở đây. Cổ phiếu VNA thì nó thiên về một cái tín đồ đầu cơ. Hỗ trợ đẹp rồi, vùng này hỗ trợ đẹp 3.5 đến 3.7. Xu hướng là sẽ test lại vùng 3.7 thêm một lần nữa, một vài lần nữa ở đây, thì chúng ta cổ phiếu này thì thường là sẽ đặt mua ở vùng hỗ trợ để chúng ta lướt T cộng, chúng ta không nên đua giá xanh. Nhóm ngành cổ phiếu Viettel gồm có VGI. Rồi VGI cũng là một cái tuần mà giao dịch rất là thương đau, sau khi mà cổ phiếu này đạt cái vùng target thiết kế ở đây là vùng 46, và mấu chốt vấn đề của VGI đến từ cái câu chuyện là test cung. Những cái điểm test cung của VGI ở vùng 46.5 nó bị thất bại,
Chính vậy nên là nó đi về các cái vùng ở dưới này. Đó, và về đến đây tức là về đến cái điểm 31.5 đến khoảng vùng 32.5 thì chúng ta sẽ xác nhận với nhau đây sẽ bắt đầu là điểm mà cổ phiếu VGI sẽ xây nền, và từ đây chúng ta sẽ bắt đầu xây một cái điểm nền xanh xanh ở đây, một cái con sóng xanh lên ở đây. Phiên ngày thứ hai chém đi khoảng một nửa, đi khoảng vùng 35 đến vùng 34 và chúng ta sẽ xem những cái tín hiệu tích lũy tạo nền của VGI ở đây. CTR cũng hoàn toàn tương tự như vậy, trong một cái nhịp mà chúng ta phân tích là CTG đạt mệnh 100 rồi. Và test cung thì về bản chất là cái điểm test cung mà thất bại nặng nề nhất của nó phải kể đến là mất cái vùng 83.5. Khi mất vùng 83.5 ở đây thì nó sẽ đi về cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở dưới này thôi, và vùng hỗ trợ của em này sẽ ở vùng 64.5 đến vùng 67.5 ở trong một cái nhịp phục hồi kỹ thuật. Rồi sẽ trả cung ở đây, và chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng ở cái điểm trả cung đó. Thì thường thường nó có thể là nó sẽ đạp như này các anh chị nhé, xong rồi nó hồi lên này, rồi hoặc nó có thể đó, rồi sau đó thì nó mới bắt đầu nó hình thành được một cái nền tảng, tức là nó phải hấp thụ hết toàn bộ cái lượng hàng bị kẹp ở trên này, ví dụ như vậy. Về đến đây thì cái lực cầu quay trở lại và nó sẽ có những cái tín hiệu để giúp cho chúng ta nhận diện được cổ phiếu bắt đầu hồi phục chưa, đang tăng chưa. Thì đấy chính là những cái điểm ở đây, các anh chị nhìn thấy những cái điểm mà phân tích cái xanh xanh đây, phân tích sóng lên, thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta nhận diện được cái xu hướng của cổ phiếu đó. Và để nhận diện được cái xu hướng đó thì cần thêm thời gian, còn đến thời điểm hiện tại là mình đưa ra cho các anh chị đây vùng này dự kiến sẽ xây nền, và xây như thế nào thì chúng ta sẽ có thêm các cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. VTK thì văn nghệ thôi, văn nghệ văn gừng 26 hỗ trợ và hoàn toàn tương tự như vậy, thì đánh lên như vậy thì nó chém bớt một ít đi, nó như vậy thôi. Nhóm ngành mía đường chúng ta có cổ phiếu QNS. QNS trong một cái nhịp mà phân tích sóng lên ở đây, mark target cũng có nói đến ở vùng 41.5 đến vùng 42, và sau đó thì cổ phiếu bắt đầu chỉnh kỹ thuật. Và đến đây thì vùng 34 đến vùng 34.5 cũng được xác định là vùng có thể nói là hỗ trợ về mặt kỹ thuật của cổ phiếu này, và nó sẽ bắt đầu đi xây lại, cho phép đạt đến vùng 35 đi và hình thành nền ở đây, và từ đây thì chúng ta sẽ phân tích một nhịp sóng hồi. SBT cũng hoàn toàn tương tự như vậy, vùng hỗ trợ của SBT sẽ còn bị đạp nữa, nó chưa chưa ấy đâu, chưa hồi phục được như thế này đâu. Vùng 16 đến vùng 16.5 sẽ xác nhận cái vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật ở đây. Chúng ta quan sát thêm cổ phiếu SLS Mía đường Sơn La. Mục tiêu là đi về mệnh đó, nhưng mà trong cũng khá là đẹp, nó đạp về đây hỗ trợ ở đây vùng 70 đến khoảng vùng 72, và từ vùng này thì bắt đầu một cái nhịp và hồi phục về mặt kỹ thuật của nó đi lên đây. Trước mắt thì sẽ hồi về lại khoảng vùng 90, sau đó thì có thể xây lên ở vùng 100, chúng ta sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Mã cổ phiếu LSS đến thời điểm hiện tại mark target 12 trên 12 chính thức đã đạt được, anh chị phải hiểu như vậy. Và đến cái vùng 12 đến trên 12 khi mà nó chạm đến cái vùng target thì một là cổ phiếu nó sẽ chỉnh kỹ thuật, và nó chỉnh kỹ thuật thì vùng 11.3 đây này, 11.3 như Hùng có nói đấy, có nói ở trên video. Vùng 11.3 mà cổ phiếu không gãy, test cung không gãy thì ok, còn gãy ở vùng này thì xu hướng nó sẽ test lại ở vùng thấp hơn. LSS lấp như thế này cũng khá là ổn, và bây giờ thì chúng ta sẽ lấy vùng 9 đến vùng 9.3 sẽ là vùng xây nền để chúng ta bắt đầu xây dựng một cái con sóng xanh xanh ở bên này. Ở nhóm ngành dệt may, nói nhóm dệt may trước rồi sẽ nói đến nhóm cao su, hay nói là cao su trước nhá. Nói đến nhóm ngành cao su trước, GVR. GVR thì nhịp này chơi xổ số nhưng mà xổ số chưa về đến nơi thì bị thất bại. Đó, những cái nào mà thất bại thì chúng ta sẽ nói là thất bại. Bởi vì sao? Bởi vì trong một cái nhịp mà test cung cũng nhìn thấy rằng là em này em ấy, cái target 32 là chúng ta phân tích một sóng lên thì nó thành cái vùng hỗ trợ đây. Tuy nhiên là sau đó thì nó thất bại đây này. Đây là điểm thất bại này. Nó test lại nó bị mất cái vùng 32 thì sau đó mấu chốt vấn đề của nó là như vậy, mất vùng 32 thì nó bị đạp. Thì vùng đạp này thì chúng ta sẽ nói đến ở đâu? Vùng hỗ trợ 23 đến vùng 24. Ok, chúng ta sẽ quan sát ở vùng này.
DRC, chúng ta xem nào. DRC khá là ổn các anh chị. Nhìn như này là ổn rồi. Trong một nhịp phân tích sóng lên đạt target 28 trên 28. Đó là câu chúng ta cần phải khẳng định, còn sai đúng ở đâu chúng ta tính toán tiếp. Và sau khi đạt ở điểm này thì nó lại bị hồi, tức là bị đạp về cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây thôi, vùng 24. Từ vùng 24 này thì sẽ kỳ vọng hồi lại vùng 28, và có hay không vượt thoát được vùng 28 thì chúng ta sẽ xem những cái tín hiệu kỹ thuật khi cổ phiếu tiệm cận về vùng 28 ở đây để chúng ta đánh giá. Cổ phiếu PHR là cũng đạt được cái kỳ vọng ở vùng 7x thôi. Test cung này, test cung ở vùng 68 bị thất bại này, và từ vùng 68 này là cổ phiếu chỉ có thể rơi thôi. Đó, thì cái những cái điểm hỗ trợ về mặt kỹ thuật sau khi cổ phiếu đạt target thì cổ phiếu sẽ test cung, và những điểm test cung này rất quan trọng. Rồi, và đến bây giờ thì PHR cũng đã về lại cái vùng hỗ trợ sâu. Vùng hỗ trợ này chúng ta cũng có thể xác định là cổ phiếu sẽ tích lũy tạo nền ở vùng này rồi, không có cái lý do gì mà cổ phiếu lại bị đánh bục qua cái nền này cả. 53 đến vùng 55 hỗ trợ của PHR. Ship thì chơi cho vui thôi, ai có thì làm tí. Văn hóa văn nghệ hỗ trợ thì mua, kháng cự thì bán. Hỗ trợ 160 168, kháng cự vùng 230 240 bán. Cổ phiếu SRC. SRC cũng là một cái mã cổ phiếu rất là hay. Chúng ta phân tích một sóng lên và cũng có thể khẳng định với nhau rằng target của SRC chúng ta xây 24 trên 24 cổ phiếu đạt được. Đúng không ạ? Rồi. Đạt được 24 trên 24 thì cổ phiếu cũng bị đạp chung theo thị trường, và đến thời điểm hiện tại nhìn thấy ở đây vùng 18.7 đến vùng 19.3, đây dự kiến sẽ là vùng đó, cổ phiếu tạo nền tích lũy để chúng ta bắt đầu phân tích một sóng hồi ở bên này. DRI như vậy là DRI là max target, là chỉ đạt được được đến bao nhiêu ạ? 9.8 trên 10 được anh chị. Chỉnh giảm về test nền thất bại ở vùng này thì nó lại bị đạp xuống ở vùng dưới. Và cái vùng ở đây vùng 6.2 đến vùng 6.5 cũng được xác nhận sẽ là cái vùng cổ phiếu nó sẽ tích lũy tạo nền, tức là nó lên này, nó đạp này, rồi nó lại lên này, đó, rồi nó lại đạp này, đó, cái câu chuyện nó là như vậy, nó tích lũy tạo nền, và đến cuối cái con sóng tạo nền đó thì mình sẽ nhìn thấy được một cái điểm là cổ phiếu bắt đầu kết thúc cái giai đoạn tạo nền bật tăng. Đấy là thời điểm sẽ được khuyến nghị trên room không chat NO02. TCM danh mục của nhóm ngành dệt may. TCM, ồ TCM vẫn khỏe đó chứ nhỉ? TCM chưa có một cái dấu hiệu gì cả. TCM ở trong nhịp này chúng đang đưa đến một cái kịch bản ở khoảng vùng giá 89, và trong tuần thì nó cũng đạt được đâu đó khoảng vùng giá 80, cao nhất ở khoảng vùng 85, 85 trên 85 cộng. Những điểm test cung của em này ở vùng 75 ổn, và dự từ vùng này thì TCM sẽ đánh lên về vùng 88 à 89 đến vùng 90. Cổ phiếu TCM đến thời điểm hiện tại là cổ phiếu đánh xổ số. Vì sao lại như vậy? Một số các anh chị hỏi Hùng là đánh xổ số thì tại sao Hùng lại gọi đánh xổ số? Thì các anh chị có thể lật về những cái bản tin ở những cái thời điểm từ những cái tháng 6 tháng 7. Ở trong cái nhóm ngành dệt may thì Hùng chỉ phân tích duy nhất và khuyến nghị duy nhất mua một cái mã cổ phiếu trong nhóm ngành dệt may, đó là mã cổ phiếu TCM, và chúng ta lần lượt chúng ta xây được những cái target rất là cao và về đến khoảng vùng giá ở đây là về đến vùng 70 rồi, là vùng đặt ngoài kỳ vọng, và từ vùng 70 cộng thì có thể gọi đấy, có thể gọi cái vùng này gọi là cái vùng đánh xổ số, tức là may mắn thì ăn, không may thì cũng chả sao cả, bởi vì chúng ta ăn được một khúc trước rồi, và khúc này thì chúng ta vui văn hóa văn nghệ đó, thì như thế thì còn được gọi là mã xổ số các anh chị. Mã cổ phiếu TNG cũng có thể khẳng định với nhau là target 26 trên 26 thành công, và sau đó thì ông ấy test cung ở vùng 24.5 bị toang đó, mọi người hay dùng từ toang, nghe từ toang nghe hay kinh.
Thì test cung ở vùng đấy nó bị hỏng á, thì nó lại về lại cái nền tích lũy đây. Đó, nền tích lũy nó đơn giản như vậy thôi, cổ phiếu thì nó vận hành như vậy thôi. Rồi, và chúng ta sẽ xác nhận là cái vùng hỗ trợ của TNG trong nhịp này chính là vùng 18 đến vùng 18.5. Ở vùng này, cổ phiếu sẽ bắt đầu tích lũy, tạo nền, xây nền ở đây thêm một đến vài phiên trước khi có những cái tín hiệu phục hồi, thì cũng sẽ có những cái khuyến nghị để chúng ta mua, để chúng ta chém. VGG, rồi VGG thì không có gì cả, vùng hỗ trợ sâu sâu của VGG nó có hai vùng hỗ trợ đây anh chị này, đây vùng hỗ trợ sâu là vùng 37, nhưng đúng về vùng hỗ trợ đúng của nó là khoảng vùng 40, 40.5 đến khoảng vùng 41.2. Đó, thì cái vùng này sẽ là cái vùng mà chúng ta sẽ kỳ vọng là cổ phiếu nó sẽ ổn định ở trên cái vùng này. Còn bị đạp một phát này đó là bất thường. Đấy. Còn nếu nó bình thường thì nó sẽ vận động theo một cái quy luật như vậy và dự kiến sẽ hồi về lại khoảng vùng 48. VGT. Cổ phiếu VGT nó là các anh chị. Rồi. VGT cũng chính thức phải khẳng định với nhau đó là target 22 trên 22 đã đạt được. Và từ target này thì ông sẽ bắt đầu có những cái điểm test về mặt kỹ thuật ngay chị, nhưng mà vì nó test kỹ thuật nó bị thất bại nên là nó lại đi về nó khá là sâu. Và về đến cái vùng nào thì nó hợp lý và ổn áp đấy, nó sẽ về lại cái vùng này. Đó, chính là cái vùng hỗ trợ về 4.5 đến vùng 15 đây, đẹp rồi. Vùng này ổn rồi, đẹp rồi. Chúng ta sẽ chờ. Chúng ta sẽ chờ đây, xóa mất cái này đi. Rồi, và với một cái lực bắt đáy hoàn toàn tốt như trong phiên ngày hôm nay thì VGT sẽ có những điểm, chắc chắn là những cái điểm hồi phục về mặt T cộng ở đây. Và chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu tạo nền ở đây để chúng ta bắt đầu khuyến nghị bắt VGT ở trong nhịp mới. Cổ phiếu EVE thì chúng ta nên nhìn ở trên góc độ nến tuần thì nó sẽ dễ dàng hơn, và EVE trong nhịp phân tích thì cũng chỉ mới đưa lên target ở vùng 15.5. Ở đây vùng hỗ trợ của EVE 11.8 đến vùng 12.1 hiện tại cũng khá là ok. Tuy nhiên cổ phiếu này sẽ chưa thể chạy ngay được như vậy đâu, nó không dễ dàng như vậy đâu các anh chị, nó sẽ test lại cung cầu đây thêm một cái thời gian nữa trước khi mà nó hình thành một cái tín hiệu xác nhận ở đây để cho cổ phiếu có thể tăng tiếp được. Cổ phiếu GIL chúng ta đánh một cái nhịp xổ số, nhịp xổ số đó thì khuyến nghị mua từ cái vùng hỗ trợ 41 đến khoảng vùng 42 ở đây. Thì trong phiên ngày hôm nay là GIL lại tiếp tục thêm một lần nữa nó chạm về cái vùng ở đây là cái vùng hỗ trợ. Đó, vùng hỗ trợ thì nó lại bật lên thôi. Câu chuyện nó là như vậy. Vùng hỗ trợ của cổ phiếu nó rất là hay. Khi chúng ta nắm được những cái vùng hỗ trợ đấy thì chúng ta thay vì chúng ta bán ở vùng hỗ trợ thì chúng ta sẽ mua lại ở vùng hỗ trợ để chúng ta bắt đáy. Ví dụ như vậy. Hai cái trạng thái nó hoàn toàn ngược nhau. Cổ phiếu May Song Hồng cũng là một mã cổ phiếu được khuyến nghị đầu tư. Được khuyến nghị đầu tư. Target sale của cổ phiếu này là ở vùng 52, đúng không? Đâu đó ở khoảng vùng 52, dự kiến ở vùng 52 với điều kiện là May Song Hồng test cung ở vùng 44 đến 45 không gãy sau khi mà cổ phiếu này đạt target 45. Nhưng cái câu chuyện nó nằm vào cái cú ngã lịch sử đó là nó bị mất cái vùng hỗ trợ, chính vậy nên là mất 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 cái điểm hỗ trợ ở đây 41 thì nó lại có xu hướng là như thế nào anh chị ạ? Học bài quá là thuộc luôn. Và Hùng phải nói với cả nhà là tất cả những cái mà phân tích gọi là phân tích trực tuyến như này đó, các chị học được rất nhiều thứ nếu các anh chị chịu khó. Và đây thủng à, thì ở đây nó sẽ về đến đây, rồi về đến đây đó là khoảng vùng 38 đến khoảng vùng giá 39. Ok, đó thì đây sẽ là những cái vùng hỗ trợ rất là ổn áp đấy. Bởi vì sao? Đây này, nó không gãy này, đây nó không gãy này, đây nó cũng chả gãy này, từ đây nó bật lên. Tuy nhiên với góc độ kỹ thuật hiện tại thì nó cũng sẽ chưa thể đi một cách nhẹ nhàng như vậy đâu, đi như thế thì nó dễ quá, nó lại không phải là thị trường chứng khoán. Nó sẽ có những cái điểm về mặt trả cung ở khoảng vùng 40
Theo như quan điểm của Hùng nó là như vậy, các anh chị cứ chờ khoảng vùng 40, vùng này ổn định chúng ta lại bắt, chúng ta lại bắt ở đây, ok chưa? Chúng ta phân tích một sóng lên của mai sông Hồng ở đây. Rồi bây giờ là 1:30 và chúng ta sẽ bắt đầu nói đến thị trường chung. Có những mã cổ phiếu về nhóm ngành khu công nghiệp, nhóm ngành thủy sản và một số các mã cổ phiếu khác chưa được phân tích, thì các anh chị em sẽ comment ở bên dưới dòng thời gian của các cái video hàng tuần ở đây đó, thì Hùng sẽ dành thời gian để Hùng trả lời tất cả các cái trả lời rất là tỉ mỉ cho các anh chị để chúng ta nói về thị trường. Ok, thì cái câu chuyện về thị trường Hùng sẽ lặp lại thêm một lần nữa, đó là gì? Đó là vùng hỗ trợ và vùng kháng cự, đề cập ở ngay đầu các bản tin, đó là nó rất là quan trọng. Và tại vì sao mà trong tuần vừa qua thì Hùng có nói đến cái câu chuyện là chúng ta không phân tích một cái sóng lên đó, chúng ta không đưa target của lên mốc bao nhiêu cả, mà chúng ta lại nói đến cái câu chuyện về vùng kháng cự, bởi vì nhận diện thấy được những cái yếu điểm của thị trường và bản chất và những cái yếu điểm đó thì đây Hùng cũng đã có phân tích rất là sâu về cái cây nến doji được xuất hiện ngày 24 đây các anh chị. Thì Hùng có nói đến đây kết thúc phiên ngày thứ hai thì Hùng mới nói đến cái cây nến doji, tức là cái cây nến doji nó xuất hiện ở cái phiên ngày thứ sáu ở đây, nó là một cái cây nến nó thể hiện cái sự cân bằng về lực cung cầu đó, nó thể hiện một cái lưỡng lự của thị trường. Khi mà thị trường gặp những cái vùng kháng cự mạnh ở đây thì cái câu chuyện là kháng cự của thị trường rất là quan trọng. Và khi thị trường chung về đến kháng cự thì chúng ta nên làm gì? Một là tỷ lệ margin chúng ta đang căng thì chúng ta nên giảm tỷ lệ margin. Thứ hai là những mã cổ phiếu nào mà có thể chốt được thì chúng ta chốt, bởi vì rõ ràng một điều là chúng ta chỉ đưa ra được những cái quan điểm thôi, còn cái việc là kỳ vọng của từng nhà đầu tư, kỳ vọng của các anh chị nó khác nhau đó. Ví dụ chốt xong đúng không, cổ phiếu nó tăng, các anh chị bảo ông nói thế nào chứ tự dưng ông nói xong cổ phiếu nó tăng ở mầm, ôi tiếc quá, thế lần sau tôi không nghe ông nữa đấy, thì câu chuyện nó nằm ở chỗ đấy. Nên là với góc độ Hùng Lê trên bản tin tuần cũng như trong các cái phân tích kỹ thuật hàng ngày, đó là đưa cho các anh chị được một cái ngưỡng về mặt hỗ trợ kỹ thuật đó, để các anh chị có thể cân nhắc nếu như về vùng hỗ trợ chúng ta có thể mua, về vùng kháng cự chúng ta có thể bán. Còn không ai có thể quyết định thay của anh chị là bây giờ có bán không, bán như thế nào, không ai làm thay được đó. Nếu mà đưa tài khoản cho Hùng bán luôn đó, cái câu chuyện nó nằm ở đấy, nhưng mà tài khoản nằm trong tay các anh chị làm sao mà Hùng bán được, ví dụ như thế đấy. Cái câu chuyện là cái vùng kháng cự nó rất là quan trọng. Thì trong tuần vừa qua nó ngay từ đầu bản tin thì Hùng đã phân tích cho anh chị rồi, song song với những cái vùng kháng cự đó thì Hùng đưa ra các vùng hỗ trợ, và cái vùng hỗ trợ đó của thị trường nó cần phải đạt được thì thị trường chung của chúng ta mới ổn được, thị trường chung của chúng ta mới cầm nắm cổ phiếu được. Còn mấu chốt vấn đề nó đến ở trong phiên giao dịch ngày thứ ba, Hùng đã có phân tích những cái vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật của VN30, của phái sinh và của VN Index đều bị phá những cái ngưỡng hỗ trợ rất là quan trọng ở đây. Ví dụ một vùng 1160 điểm thì mấu chốt vấn đề nó nằm ở những cái chỗ như vậy. Thì sau khi mà thị trường bị phá cái vùng hỗ trợ rồi thì cái câu chuyện nó đến trong cái phiên giao dịch cuối tuần ngày hôm nay, đó là cái phiên giao dịch ngày thứ sáu có một cái cây nến xanh rất là mạnh, tăng rất là mạnh như thế này, và gần như tất cả các mã cổ phiếu đều hồi phục. Và Hùng vẫn nói vui đấy là một cái sự hồi phục về mặt phong trào, tức là gì, tức là do là giảm sốc quá thì nó có một cái phiên hồi sốc đó, và sau cái phiên hồi sốc đó thì thị trường nó mới đi đúng vào những cái quỹ đạo của nó, đi đúng vào những cái quỹ đạo của nó. Và để đi vào đúng những cái quỹ đạo của nó thì bây giờ chúng ta sẽ nói đến ở những cái câu chuyện như thế nào. Thì câu chuyện chúng ta sẽ nói đến những cái quỹ đạo của thị trường trong tuần tới như sau. Đối với chỉ số VN30, chúng ta thấy rằng trong phiên HTC đã bắt đầu xuất hiện một cái cây đạp nó tương đối là mạnh. Thì đối với chỉ số VN30 nó sẽ hình thành lại một cái vùng kháng cự của nó ở đây, vùng kháng cự ngắn 1070 điểm ở đây. Cùng với đó thì cái điểm hỗ trợ về mặt kỹ thuật của thị trường, các anh chị nhớ nha, các điểm hỗ trợ về mặt kỹ thuật, tức là VN30 có thể đổ cung cho phép sâu nhất ở vùng 1020 điểm đến vùng
1030 điểm. Đấy chính là cái mốc hỗ trợ mà đã được Hùng phân tích trong cái bản tin của phiên giao dịch ngày kết thúc phiên giao dịch ngày thứ năm, à phiên giao dịch ngày thứ tư, 1020. Hùng sẽ search lại đây các anh chị này, 1020. Bởi vì sao? Bởi vì những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật đó nó rất là quan trọng, những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật đó rất là quan trọng. Đấy thì trong 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 cái buổi đánh giá về phiên giao dịch, kết thúc phiên giao dịch ngày thứ tư rất là khó khăn đó, thì Hùng đã có nói đến những cái ngưỡng hỗ trợ về mặt kỹ thuật, nó những cái ngưỡng hỗ trợ về mặt kỹ thuật của VN Index, của VN30 và của phái sinh đó, 1020 đến 1025 điểm, VN30 ở vùng 1020 đến 1030. Đấy thì cái câu chuyện là sang phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới, cái vùng 1020 đến 1030 của VN30 phải giữ được, anh nghĩ là giữ được, thì lúc đó chúng ta mới tính toán đến một cái câu chuyện là thị trường tích lũy, thị trường có một cái nhịp sóng hồi đây. Đối với chỉ số phái sinh VN30F1M thì ngay trong cái bản tin, trong những cái phân tích cập nhật thường nhật, gồm thường đã có nói đến cái vùng test cung 1050 điểm ở đây của chúng ta ở đây, nó phải thành công, nó phải giữ được. Và phái sinh thì nó đang hình thành nên một cái biên ngắn ở đây, đó là cái vùng kháng cự 1075 điểm đó. 1075 điểm, phái sinh sẽ có xu hướng đi ở trong cái biên 1050 đến 1075 điểm, và cái câu chuyện nó sẽ nằm tiếp ở đâu, đó là nó sẽ nằm tiếp ở cái vùng 1020 điểm đến 1025 điểm của phái sinh ở trong tuần tới, không được gãy. Các anh chị lưu ý giúp Hùng như vậy, tức là nếu có những cái lực sọt thì một là ông sọt về khoảng vùng 1050, sau đó ông long lại, bật lại đi lên như thế này, thì đấy là kịch bản 10 điểm, đấy là kịch bản 10 điểm đó. Nhưng ngược lại là ông sọt một phát, ông sọt về đây, ông sọt gãy luôn cái vùng 1020 này, thì ngôn ngữ của các anh chị hay nói là toang. Đấy, đối với phái sinh ông nói rất là kỹ các anh chị nhá, nói rất là kỹ để các anh chị ghi vào giấy hoặc là ghi vào đầu hay là như nào đó để các anh chị có thể tham khảo. Còn đối với chỉ số VN Index đó, đối với chỉ số VN Index thì sao, thì chúng ta sẽ có, đúng không nhỉ, đúng rồi, VN Index đây, trên M5 đây, thì chúng ta lưu ý giúp Hùng cái vùng 1040 đến 1050. Vùng 1040-1050 sẽ là cái vùng chính, là ba cái mốc quan trọng đây, vùng 1050 đây đó. Những cái phân tích này là nó đã nằm vào ngày 22:30 vào đêm ngày thứ bảy, sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày thứ tư, thì VN Index không được phép gãy, sọt gãy, ok, sọt thì sọt nhẹ nhàng thôi, ví dụ như vậy, các ông sọt về đây rồi sau đó thì các ông lại long lại cho em, nó các ông long lại hồ em, và nó hình thành nên một cái nhịp oằn tà là oằn ở đây, tức là nhịp long lên sọt xuống ở trong một cái biên hẹp. Cùng với đó thì Hùng sẽ quan sát thêm các cái tín hiệu về mặt kỹ thuật của cổ phiếu, nó sẽ có những cái điểm hồi phục ở trong tuần giao dịch mới, để chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá song song với câu chuyện quan sát những cái tín hiệu về mặt kỹ thuật của thị trường, thì chúng ta cũng sẽ cần quan sát thêm những cái động thái của VN Index ở trong những cái vùng như vậy. Như vậy là Hùng đã đưa ra ba cái bộ chỉ báo về ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật rất quan trọng của VN30, của phái sinh, của VN Index trong tuần giao dịch mới. Và một cái câu chuyện hiện tại để Hùng chia sẻ bên ngoài cái câu chuyện về thị trường chứng khoán, đó là câu chuyện về Covid, thì có vẻ hình như nó đang khá là phức tạp, khi mà
cái nguồn gốc, cứ tức là cái F0 nó truy vết nó hơi khó khăn hơn so với những cái thời điểm trước đây. Nhưng với kinh nghiệm của Việt Nam, với kinh nghiệm chống dịch của chúng ta thì ông Lê tin rằng cái câu chuyện truy vết và cái câu chuyện làm quyết liệt nó sẽ được triển khai trong những ngày sắp tới, và chúng ta cũng kỳ vọng là chính phủ của chúng ta cũng sẽ có những cái chỉ đạo rất là sát sao để làm sao để chúng ta kiểm soát được bệnh dịch, và khi kiểm soát được bệnh dịch thì nó sẽ có nhiều những cái câu chuyện được mở ra và chúng ta cũng sẽ an tâm hơn trong một cái quá trình đầu tư trên thị trường chứng khoán. Và thêm một cái lời kết mà ông Lê cũng muốn chia sẻ và gửi gắm đến cộng đồng nhà đầu tư, đến tất cả những anh chị em đã đồng hành cùng với Hùng Lê trong suốt chặng đường vừa qua. Đó là gì ạ? Thị trường chứng khoán của chúng ta nó rất là khốc liệt. Nhưng qua từng những cái điểm mà chúng ta bị va vấp ở trên thị trường thì chúng ta sẽ nhận diện ra được đâu là những yếu tố mà chúng ta cần phải tránh trong những cái nhịp đánh tiếp theo. Đó, thì những yếu tố mà chúng ta sẽ tránh đó là gì? Thứ nhất là vùng kháng cự của thị trường thì chúng ta sẽ bình tĩnh, chúng ta quan sát, đúng không ạ? Rồi ở vùng kháng cự của cổ phiếu thì chúng ta tạm thời chúng ta sẽ không mua và chúng ta sẽ bán ra ở những vùng kháng cự. Rồi vùng hỗ trợ thì chúng ta có thể cân nhắc để chúng ta thăm dò tỷ trọng, và sau khi cổ phiếu về đến tài khoản rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là cái vùng hỗ trợ đấy vẫn được giữ vững, rồi chúng ta thấy rằng là cổ phiếu của chúng ta vẫn tiếp tục tăng giá, thì lúc đó chúng ta có thể gia tăng thêm tỷ trọng, vân vân và vân vân. Thì theo thời gian, theo những cái bản tin phân tích trực tuyến hàng tuần, đấy là những cái kinh nghiệm, đấy là những cái kiến thức thực chiến ở trên thị trường nó va vấp với tất cả anh chị em nhà đầu tư hàng ngày. Nó không có một cái gì về mặt lý thuyết, nó không có một cái gì về mặt sách vở cả. Nên với góc nhìn vùng thì tôi nghĩ rằng đó là những cái chia sẻ rất là tốt dành cho tất cả những anh chị em cộng đồng nhà đầu tư, và cũng mong muốn là anh chị sẽ chia sẻ những cái bản tin này cũng nên đến được với nhiều người hơn, đến với những người đang đầu tư chứng khoán, đến với những anh chị em của chúng ta đang hàng ngày chiến đấu với những con quái vật của thị trường, để có thêm một cái kênh thông tin tham khảo trong quá trình đầu tư đó. Và những cái ý kiến mà mình phân tích ở đây đó là những ý kiến mang đậm cá nhân của ông Lê đó, và các anh chị có thể thấy hợp lý thì chúng ta sẽ mang về để chúng ta dùng. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong các bản điểm tin tiếp theo. Chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn, chúng ta sẽ gọi là sừng sỏi hơn, chúng ta sẽ vững vàng hơn sau những cái trận bão. Đấy là điều mà ông Lê mong muốn. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại.